Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 1161, khuất phục. Túy Tam Tiên không dám tiến lên trước, Chu Dương cũng không để ý, dù sao anh đã nhìn thấy Vương Phủ Tiên Sư nên không cần Túy Tam Tiên dẫn đường nữa. Nghĩ đến đây, Chu Dương bèn nói Chu Minh và những người đi đến đây với anh đợi ở đây, một mình anh bước vào Vương Phủ Tiên Sư. Vì bây giờ anh đến để gặp hội trưởng lão chứ không phải trực tiếp khai chiến với Hoàng đế Tiên Sư, nên không cần dẫn theo nhiều người vào, kẻo sẽ càng gây chú ý. Tình huống lần này anh đến đây gần giống như lần trước, tất cả người hầu ở Vương Phủ Tiên Sư đều nhắm mắt làm ngơ với anh. Chu Dương dựa theo trí nhớ đi đến một sân nhỏ nơi hội trưởng lão ở. Vài ông lão đang đánh mạt trược, phơi nắng trong sân. Chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt đã thấy dường như thế giới nhỏ này không có gì khác thế giới bình thường, thậm chí còn giống một thiên đường. Chu Dương không chần chừ bước đến, mấy vị tiền bối, đã lâu không gặp. Chu Dương không quen hết với người trong hội trưởng lão nhưng ông lão đội mũ ba chỏm lần trước tiến Chu Dương lại biết anh. Ông lão tên là Bát Gia. Những người khác nhìn thấy Chu Dương đều hơi sửng sốt, cậu là ai? Bát Gia lại vội đứng dậy kéo tay Chu Dương giới thiệu, đây là tối thượng hoàng đế lần trước làm loạn ở Vương Phủ Tiên Sư đấy. Trong 300 năm qua, cuối cùng con người chúng ta cũng đã xuất hiện một tối thượng hoàng đế. Sau đó Bát Gia lại nhìn Chu Dương. Sao tên nhóc cậu lại đến đây lúc này? Cậu không chăm chỉ nâng cao thực lực của mình mà chạy đến đây làm gì? Những trưởng lão vừa nghe Chu Dương là tối thượng hoàng đế cũng trở nên nhiệt tình hẳn. Trong mắt họ, Chu Dương chính là ngôi sao hy vọng. Tên nhóc này, cậu có biết bây giờ cậu chạy đến đây nguy hiểm thế nào không? Nếu cậu bị hoàng đế tiên sư giết, toàn bộ văn minh siêu hình học của chúng ta đều tiêu đời. Không biết lại phải chờ đến mấy trăm năm nữa mới xuất hiện tối thượng hoàng đế nữa đây. Chu Dương chỉ cười, các tiền bối nghĩ nhiều rồi, lần này tôi đến đây là vì muốn bàn bạc với các ông chuyện hoàng đế tiên sư. Tôi nghĩ chống lại đạo trời hoàn toàn là nhiệm vụ mà một tối thượng hoàng đế có thể làm được. Chúng ta cần sức mạnh của cả văn minh siêu hình học, nói cách khác, dù tôi có thua cũng không sao vì có thể đối đầu với đạo trời chỉ có thể là văn minh siêu hình học, chứ không thể là một người nào đó. Sau đó Chu Dương nói ra mọi suy đoán và hành động của mình, hơn nữa còn nói cho hội trưởng lão biết có hơn 200 người của mình đang đợi bên ngoài. Sau khi nghe Chu Dương nói vậy, vài ông lão trong hội trưởng lão trầm ngâm. Hiển nhiên họ chưa từng suy xét đến vấn đề này. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng có người nói, cậu nhóc, có lẽ điều cậu nói rất có lý. Nhưng như cậu nói, sức mạnh chống lại đạo trời chỉ có thể là sức mạnh kết hợp của mọi người trong văn minh siêu hình học. Vậy số người cậu dẫn theo còn lâu mới đủ. Đây chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Theo kế hoạch của cậu, chúng ta phải tập hợp mọi sức mạnh, sau đó chỉ được thành công trong một lần chứ không phải tiêu hao từng chút sức lực của mình đúng chứ? Chu Dương cười gượng, nhưng dường như không thể tập hợp được toàn bộ sức mạnh, không ai tin tôi cả. Chuyện này dễ thôi, Bát Gia vỗ bàn, nếu người ở giới thế tục không có ai tin, thì tiên sư chúng ta sẽ xuống đó. Nói thẳng ra, mặc dù cậu là nhân tài mạnh nhất nhưng trong mắt họ, những lời nói của cậu không có trọng lượng bằng một tiên sư. Hết cách, không phải ai cũng có thể nhận ra thực lực của cậu. Cảm giác này như trong một gia tộc nhỏ bỗng xuất hiện một nhà khoa học thiên tài. Có thể nhà khoa học này được cưng chiều lên tận trời như một đứa trẻ ở mọi nơi chê y thế giới, dù là hoàng đế và những người thống trị có địa vị cao nhất của các nước cũng phải kính trọng khi họ gặp người này. Nhưng vì người này là nhà khoa học, không làm cho nhà mình trở thành gia tộc thương nghiệp. Người bên gia tộc còn rất thiếu hiểu biết. Lúc này khi nhà khoa học này về nhà, người trong nhà cũng chỉ có thể xem người này là một người làm công cho người khác, chẳng qua lương cao hơn một chút thôi, sẽ không đối xử với người này như một nhân tài. Bởi vì quá quen thuộc, không có cảm giác thần bí gì. Chu Dương cũng giống vậy. Mặc dù Chu Dương rất mạnh, đến thế giới nhỏ đều được mọi người đối xử như đại gia. Nhưng ở thế giới thường kia, họ vẫn cho rằng Chu Dương chỉ là một người có sức mạnh của Chu gia mà thôi. Nói gánh vác vận mệnh văn minh siêu hình học gì đó đều là chuyện vớ vẩn. Điều này dẫn đến tình huống khó xử hiện tại. Nhưng nếu tiên sư của thế giới nhỏ đến thế giới thường, tiên sư hạ phàm, vậy thì ý nghĩa sẽ khác hẳn. Mỗi tiên sư sẽ đến một gia tộc hàng đầu tỉnh, lúc này tất cả gia tộc ở thế giới thường đều sẽ tin lời của Chu Dương. Như vậy có thể tập hợp được tất cả thế lực võ giả của giới thế tục. Sau đó,
hội trưởng lão còn có thể ra lệnh cho tất cả tiên sư và hoàng đế võ giả trong toàn bộ thế giới nhỏ. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Nói cách khác, có hội trưởng lão giúp đỡ, Chu Dương gần như có thể tập hợp được sức mạnh của toàn bộ thế giới siêu hình học. Một trận chiến vô cùng lớn trước nay chưa từng có. Cuộc chiến sinh tử giữa con người và tự nhiên. Có thể nói đây là trận đấu sinh tử giữa con người và vị thần. Nếu thiên nhiên có thể có tâm thức, vậy chẳng lẽ thần thánh là thứ gì? Nghĩ đến những thủ đoạn hống hách kiêu căng của Hoàng đế Tiên Sư, Chu Dương đột nhiên cảm thấy thứ đó không nên gọi là Hoàng đế Tiên Sư, hắn nên được gọi là vị thần duy nhất. Cảnh giới mà con người không bao giờ có thể đạt đến. Nhưng bây giờ dường như Chu Dương đã nhìn thấy một tia hy vọng. Vậy, bắt đầu thôi, Chu Dương nói. Nói là làm, hội trưởng lão lập tức truyền đi lệnh mật, liên lạc với 108 tiên sư trong thế giới nhỏ. Cổng lớn thế giới nhỏ mở ra, vào ngày này, toàn bộ tiên sư đều xuống giới thế tục. Mà lựa chọn đầu tiên của họ cũng đều là gia tộc nơi mình được sinh ra. Vì như vậy có sức thuyết phục hơn, ông Tổ sẽ không bao giờ lừa mình. Đệ ngũ gia tộc và độc cô gia ở thủ đô đồng thời đón hai vị tổ tiên sư của mình. Theo lệnh của tối thượng hoàng đế, các người mau chóng đến thế giới nhỏ. Cái gì, những gì Chu Dương nói đều là thật à? Đương nhiên là thật, tiên sư hạ phàm đó. Hình như ông tổ của các gia tộc lớn đều trở về. Trong thoáng chốc, trong thời gian ngắn dù là các gia tộc mà tiên sư không đến cũng nghe được tin tức này. Lúc này họ không thể từ chối được nữa. Chương 1162, đêm trước trận chiến. Có sự trợ giúp của hội trưởng lão, tiên sư của thế giới nhỏ cũng đồng thời bước vào giới thế tục, triệu tập tất cả võ giả. Cộng thêm các tiên sư của thế giới nhỏ vốn đều phục tùng theo sự sắp xếp của hội trưởng lão, lúc này cũng xem như toàn bộ lực lượng của thế giới siêu hình học đều đã tập hợp lại. Trước mắt đã có hơn 10.000 người đứng ở đó. Nhiều tiên sư cùng lúc xuống giới thế tục như vậy, chắc không có vấn đề gì chứ, Chu Dương lo lắng hỏi. Năm đó, Hoàng đế tiên sư mở ra thế giới nhỏ sau đó dẫn các tiên sư tới nơi này, mục đích thật sự là để mê hoặc đạo trời, để đạo trời cho rằng lực lượng của siêu hình học rất nhỏ và yếu. Mặc dù cuối cùng có một tầng đạo trời đến thế giới nhỏ, nhưng quy luật chuyển động đại đạo của thế giới vẫn chưa được khởi động. Khoảnh khắc vừa rồi, tất cả các tiên sư đều xuống giới thế tục, e rằng sẽ thu hút sự chú ý của đạo trời. Bát gia nhún vai, thờ ơ nói, theo cách nói của cậu, trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng của nền văn minh siêu hình học chúng ta với đạo trời. Bất kể ra sao đều đụng phải đạo trời, chạy cũng không thoát, chỉ bằng dứt khoát nhanh gọn một lần. Dù sao thành hay bại cũng là một lần thu hoạch. Nếu thành công thì nền văn minh siêu hình học có thể trường sinh không bao giờ biến mất, tiêu diệt đạo trời. Thất bại thì thế giới này sẽ không còn siêu hình học nữa, thứ còn lại chỉ có văn minh khoa học. Nhưng đối với sự tiến bộ của nhân loại mà nói thực sự cũng không có khác biệt gì cả. Giống như trước đó, trên y thế giới này còn có các nền văn minh như văn minh Hy Lạp cổ đại, văn minh La Mã cổ đại, không phải cũng đã bị tiêu diệt sạch rồi đó sao? Chúng ta phải tuân theo quy tắc này, tuy nhiên trước khi đối mặt với cái chết vẫn phải đấu tranh một chút mà thôi, không cần phải ôm hy vọng quá lớn. Không ngờ rằng Bát Gia lại nghĩ như vậy, nhưng nghĩ kỹ một chút, ngoài Bát Gia ra, dường như cả hội trưởng lão và tất cả các tiên sư cũng đều có suy nghĩ như vậy. Thuận theo tự nhiên mà làm. Hành sự do người thành bại do trời, con người chỉ cần cố gắng, tất cả sẽ thuận theo tự nhiên, thành hay bại đều dễ dàng nhận thấy. Chỉ cần cố gắng hết sức sẽ không hối hận. Là như thế sao? Chu Dương gật đầu đáp lại, nếu đã như thế, vậy thì tôi cũng không áp lực nữa, chúng ta bắt đầu công khai IOTA CS đi. Nếu như mọi người có kế hoạch nào, tôi có thể theo đó mà điều chỉnh và chỉ huy. Đối mặt với Hoàng đế Tiên Sư, thật sự Chu Dương không có kế hoạch tác chiến cụ thể gì. Vừa rồi anh đột nhiên nghĩ ra. Năm đó Chu Dương là người mạnh nhất thế giới, điều này không sai. Nhưng anh không giỏi làm người thống trị, cũng không giỏi hợp tác với người khác. Nói cách khác, trong thế giới siêu hình học này, tất cả mọi người đều là một con dao, mà Chu Dương lại là con dao sắc bén nhất. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, mặc dù anh sắc bén nhưng không phải là con dao đặc biệt. Anh không thể tập hợp lại mọi người, nhưng hội trưởng lão lại làm được điều này. Bây giờ trận chiến này không phải là trận chiến cá nhân nữa, vì vậy nếu như hội trưởng lão có yêu cầu gì, Chu Dương có thể phối hợp vô điều kiện.
Tối thượng hoàng đế sao? Một ông lão trong hội trưởng lão trầm ngâm một lúc, cho dù cậu nói như vậy, nhưng hội trưởng lão chúng tôi cũng không có kế hoạch tác chiến nào cả. Thậm chí chúng tôi còn chưa từng nghĩ tới, cách thức chiến đấu với đạo trời chính là nghệ thuật chiến đấu của con người. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cứ như vậy xông qua đó sao? Nhìn thấy nhất thời không có ai làm chủ, mọi người nhao nhao lên hoài nghi. Trận này phải đánh thế nào đây? Hơn chục nghìn người bọn họ đã tập trung lại đứng trước cửa nhà người ta rồi. Mà đối thủ của bọn họ chỉ có một người duy nhất ở bên trong căn nhà trước mặt mà thôi. Bọn họ lại cảm thấy không biết phải ra tay như thế nào. Đột nhiên mọi người ai nấy đều cảm thấy đau đầu. Chu Dương trầm mặc một lúc sau đó nói, nếu như mọi người đã không có kế hoạch tác chiến đặc biệt tốt nào, vậy thì làm theo cách của tôi đi. Tôi đánh trận đầu để dụ tên đó ra ngoài. Những tiên sư có năng lực tấn công đường dài có thể đứng ở xa tập Kaiota CS, còn người tấn công ở gần có thể ở một bên nghỉ ngơi, nhớ kỹ phải điều chỉnh trạng thái ở điều kiện tốt nhất. Tôi sẽ đi làm tiêu hao sức mạnh của tên đó, những người tấn công ở xa hỗ trợ tôi, đến cuối trận, những người tấn công ở gần sẽ bao vây tấn công lên. Hơn 10.000 người đánh một người, nếu như muốn phát huy sức mạnh của hơn 10.000 người này đến mức lớn nhất, nhất định phải đánh phối hợp. Mà phương án vừa rồi của Chu Dương chắc chắn là phương án tối ưu nhất. Trước mắt, nhất định phải để cho người mạnh nhất đi tiêu hao sức mạnh của đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, bạn để người cực kỳ yếu đi qua đó, đối phương hoàn toàn không cần phí công sức, chỉ cần làm nóng người là có thể đè bẹp những kẻ yếu kia mà không quá tốn sức lực. Để người mạnh nhất lên đầu, đối thủ sẽ phải tốn rất nhiều sức lực, mà khi bắt đầu sức lực này không đáng kể, nhưng đến lúc chiến đấu cuối cùng sẽ trở thành chìa khóa quyết định thắng bại. Đề nghị này của Chu Dương đã có được sự đồng ý của tất cả mọi người. Nhất định phải cẩn thận đấy anh Dương, nhưng tôi vẫn còn một chỗ chưa hiểu, Hoàng đế tiên sư kia vốn dĩ là hóa thân của đạo trời. Nếu như anh nói chúng ta dùng cách này để làm tiêu hao năng lực chiến đấu của hắn vậy thì đối với hắn mà nói có thật sự bị tiêu hao hay không, Chu Minh ở một bên nói. Tạo hóa của đạo trời, hắn hoàn toàn có thể dung hợp giữa tự nhiên và không gian lại với nhau, năng lượng của tự nhiên tương đương với sức mạnh của hắn, có thể nói sức mạnh của hắn là vô tận. Muốn đánh tiêu hao năng lượng của người như vậy không phải là ngốc hay sao? Nhưng Bát Gia đã đưa ra một câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Không cần lo chuyện này, mặc dù tên đó có thể dung hòa năng lượng không gian nhưng bên trong thế giới nhỏ này không gian mà hắn có thể điều khiển được không lớn. Mở không gian vốn là một loại lĩnh hội quy tắc của tự nhiên, hơn nữa lợi dụng cách thức quy tắc của tự nhiên, cậu đã hiểu chưa? Vì thế nói, cách thức mở không gian vốn dĩ không phải là sự cho phép của đạo trời, dung hợp đạo trời vào trong cơ thể của Hoàng đế tiên sư, không gian mà hắn có thể mở ra thực sự rất hẹp. Mà bên trong thế giới nhỏ này những không gian khác cơ bản đều là do những tiên sư chúng tôi mở ra. Ở bên trong không gian của chúng tôi, quy tắc hoàn toàn khác so với quy tắc của đạo trời. Năng lực mà hắn ta có thể lợi dụng chỉ giới hạn trong không gian riêng của hắn mà thôi. Điều này có nghĩa là trong thế giới nhỏ này, năng lượng của đạo trời không phải là vô tận. Chỉ cần không phải là vô tận thì dễ xử lý rồi, hơn 10.000 người bọn họ ở đây lẽ nào không xử được một mình tên đó sao? Chê y người Chu Dương dâng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Vào lúc này, bên trong vương phủ tiên sư đột nhiên vang lên tiếng động dữ dội. Sấm chớp cuồn cuộn, chê y trời đột nhiên ngưng tụ một đám mây sấm sét, vô cùng khác thường. Chương 1163, sinh ly tử biệt. Hiện tượng kỳ lạ của trời đất. Chuyện gì vậy, vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi. E là quy tắc đại đạo của giới thế tục đã cảm nhận được thế giới nhỏ rồi. Đạo trời trong quy tắc đại đạo có liên hệ với đạo trời bị chúng ta nhốt ở đây, chiến tranh thật sự sắp đến rồi, vẻ mặt của Bát Gia nghiêm trọng. Thế giới nhỏ độc lập riêng biệt với trái đất, không chịu sự chi phối của thiên nhiên. Hoàng đế tiên sư năm đó bị một bộ phận đạo trời chiếm đoạt nhưng hắn không phải là đạo trời hoàn toàn, thậm chí rất khó có thể tiêu diệt sạch tâm thức bên trong cơ thể của Hoàng đế tiên sư. Trong tình hình này, hội trưởng lão và tất cả tiên sư không có cách nào làm gì được hắn mà hắn cũng không thể làm gì được bọn họ. Nhưng hôm nay không giống như thế nữa. Tất cả tiên sư cùng nhau đến giới thế tục, công pháp của đại đạo khởi động và phát hiện ra thế giới nhỏ, không gian bị xé nát, lực lượng mạnh mẽ trong công pháp đại đạo đã vào trong thế giới nhỏ. Đương nhiên công pháp đại đạo cũng có quy tắc riêng, chính là không gian không thể bị xé nát.
Thực tế đạo trời cũng chỉ có thể nói là thông qua một vết rạn do các tiên sư làm rách ra để tới đây chứ không thể thực sự khiến cho thế giới nhỏ và thế giới thế tục thông được với nhau. Mà đạo trời không thể làm thông được, chỉ có thể dùng một phần sức mạnh của mình để ban cho hoàng đế tiên sư, đến lúc đó cánh cửa lớn của thế giới nhỏ và thế giới thế tục sẽ bị đóng lại, một lần nữa tạo nên không gian độc lập không có bất cứ liên quan gì với thế giới thế tục. Tình hình không có quá nhiều thay đổi, chỉ là hoàng đế tiên sư lại càng mạnh hơn mà thôi. Nếu cánh cửa giữa thế giới nhỏ và thế giới thế tục đóng lại, đó mới là chuyện đáng sợ thực sự, quy tắc của đạo trời có thể được tiếp thêm sức mạnh từ thế giới thế tục. Sức mạnh vô hạn. Nhưng bây giờ tất cả đều đã không kịp nữa rồi. Chu Dương nghiến răng, trong mắt lóe lên tia hung hăng, nếu đã như vậy thì hoàng đế tiên sư không hề có bất cứ liên quan nào với loài người, đúng chứ? Cho dù là Thẩm Bích Quân cũng không thể khống chế hắn nữa, vì vậy tôi sẽ đi cứu Thẩm Bích Quân ra ngoài trước. Lý do Thẩm Bích Quân có thể khống chế được hoàng đế tiên sư là bởi vì tâm thức bên trong của hoàng đế tiên sư không hề bị xóa sổ hoàn toàn. Còn người phụ nữ ở nhờ chê y cơ thể Thẩm Bích Quân là người mà hắn yêu. Nhìn thấy người mình yêu, tâm thức của hoàng đế tiên sư xuất hiện sự phản kháng với đạo trời sẽ trở nên yếu đuối. Đây chính là giá trị và ý nghĩa về sự tồn tại của Thẩm Bích Quân. Nhưng bây giờ không giống vậy, thiên đạo hạ giới đã tràn vào thế giới nhỏ, tâm thức của cơ thể hoàng đế tiên sư e rằng trong chớp mắt sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Từ đó về sau, hắn sẽ thật sự là thần, một vị thần duy nhất, hóa thân của đạo trời. Không còn ai có thể khống chế hắn nữa. Nhưng Thẩm Bích Quân là người đã luôn trấn áp hắn, vào lúc này vẫn còn ở bên trong vương phủ tiên sư. Cô ấy là người nguy hiểm nhất. Vì vậy Chu Dương không nghĩ ngợi gì, lao thẳng vào bên trong vương phủ tiên sư. Anh Dương, Chu Tiên Sinh, Ngô Hoàng. Tất cả mọi người đều lần lượt kinh ngạc gọi theo bóng dáng của Chu Dương, nhưng lúc này đã muộn. Chu Dương vào bên trong vương phủ tiên sư, lúc này bên trong không hề có một người hầu nào, vừa rồi toàn bộ những người hầu kia đã bị kéo ra bên ngoài. Nói cho cùng người hầu trong thế giới nhỏ đều đã đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả, bọn họ cũng là một trong những lực lượng không thể thiếu của văn minh siêu hình học. Mặc dù những người này bị tê liệt, không hiểu thế nào là phản kháng nhưng đến lúc này chỉ cần bọn họ nghe lệnh là đủ rồi. Chu Dương nhanh chóng chạy về phía trước, với cảnh giới của anh có thể chạy 100 mét chê y giây. Vốn gì anh có thể đi chê y không, bây giờ chạy đến cực hạn, 100 mét chê y giây hoàn toàn không thành vấn đề. Tương đương với 1/3 tốc độ ánh sáng, có thể tưởng tượng ra tốc độ của anh nhanh đến đâu. Nhưng cả vương phủ tiên sư rộng lớn như vậy, cho dù có chạy với tốc độ âm thanh, hoàn toàn không quay đầu từ bên này sang bên kia cũng đã mất tầm 5 giây. Chu Dương dựa vào trí nhớ của mình để tìm kiếm, còn không thể tùy ý phá hủy tòa nhà bởi vì nếu tòa nhà bị hủy hoại bản thân anh có thể sẽ không tìm được đường đi cụ thể. Khoảng 20 giây. Chu Dương dựa vào ký ức của bản thân đến được căn phòng mà anh từng tới của Thẩm Bích Quân. Lúc này mây sấm chê y bầu trời đã tích tụ lại đến một mức độ khủng gây ết iota. Chu Dương lấy chân đạp vào cửa, Thẩm Tổng, cô không cần phải ở nơi quái quỷ này nữa, tôi đến cứu cô đây. Không ai trả lời anh, trong căn phòng không có người. Xong rồi, trong lòng Chu Dương kinh ngạc, nếu như Thẩm Bích Quân không ở nơi này thì có thể đi đâu? Đừng nói là ở cùng với hoàng đế tiên sư kia chứ. Lớn chuyện rồi, nếu như Thẩm Bích Quân và vị hoàng đế tiên sư kia ở cùng một chỗ, bây giờ sống hay chết cũng không đoán được. Chu Dương không dám chậm trễ, liền dốc toàn lực chạy về phía của mây sấm. Lần này anh nhanh hơn rất nhiều bởi vì anh không cần quay đầu hay tìm đường nữa. Cứ lao thẳng qua tất cả các con đường. Bất kể ở trước mặt là tảng đá to hay là bức tường anh đều có thể chạy băng băng qua. Chê y bề mặt những kiến trúc kia đều lưu lại một lỗ hổng của cơ thể người. Trong nháy mắt Chu Dương đã đến được căn phòng chê y không nơi ngưng tụ mây sấm. Nó là một tòa nhà có kiến trúc hiện đại, giống như biệt thự của một hộ gia đình nào đó trong chiến tranh, căn phòng vẫn để cửa gỗ. Chu Dương xông vào bên trong hét lớn, Thẩm Tổng, tránh tên danh đó xa một chút. Sau khi vào bên trong, Chu Dương sững sờ. Hoàng đế tiên sư đau khổ giãy giụa chê y mặt đất. Vô số năng lượng tự nhiên không rõ điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, còn Thẩm Bích Quân đang quỳ ở trước mặt khẽ xoa đầu hắn. Thẩm Bích Quân vẫn có thể khống chế được hoàng đế tiên sư sao? Nhưng ước chừng khống chế không được bao lâu nữa, Chu Dương thở phào một hơi, may mà đến kịp.
Thẩm tổng, tránh xa tên danh này một chút, cô sắp không khống chế được hắn nữa, đi với tôi trước đi. Chu Dương chậm rãi đi về phía của Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt xa lạ khiến người ta hoảng sợ. Nhóc con, không cần lo cho tôi cũng biết bản thân sắp không khống chế được anh ta nữa. Nhưng anh ta đang liều mạng chống cự muốn nhìn thấy tôi lần cuối, tôi cũng không thể nào vào lúc quan trọng nhất lại rời xa anh ta được. Chu Dương hơi sững sờ, nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói thẳng ra có thể khống chế Hoàng đế Tiên Sư không phải là Thẩm Bích Quân mà là người phụ nữ Hoàng đế Tiên Sư yêu nhất. Người phụ nữ kia đang ở nhờ trong cơ thể của Thẩm Bích Quân, vì vậy Thẩm Bích Quân mới có thể khống chế Hoàng đế Tiên Sư. Nhưng bây giờ người phụ nữ kia dường như đã chiếm lấy được cơ thể của Thẩm Bích Quân, khống chế ý thức của cô ấy. Nói cách khác người phụ nữ trước mặt kia không phải là Thẩm Bích Quân nữa mà là người phụ nữ mà Hoàng đế Tiên Sư yêu. Hai người này đang diễn một vở kịch sinh ly tử biệt. Tâm thức của Hoàng đế Tiên Sư sắp bị biến mất hoàn toàn, điểm này ai cũng đều biết rõ, vì vậy hắn đang chống cự, đang giãy giụa muốn nhìn Thẩm Bích Quân. Mà Thẩm Bích Quân rõ ràng cũng đã từ bỏ hy vọng sống, lặng lẽ ở lại bên cạnh hắn. Chương 1164, bắt đầu trận chiến. Chu Dương cảm động trước tình yêu của hai người này. Phải nói rằng thật sự khiến người ta cảm động, bởi vì anh sắp chết nên dù thế nào em cũng sẽ ở lại bên cạnh anh. Dù cho giây tiếp theo anh sẽ nhảy lên và giết em. Bởi vì tình yêu, cho nên em đã chuẩn bị mọi thứ, thề rằng sẽ ở bên cạnh anh đến cuối đời. Nhưng, chị cả à, đây không phải là cơ thể của chị mà. Nếu cô muốn chết thì cô tự đi mà chết là được rồi, thậm chí tôi còn có thể cầu phúc cho linh hồn của các người sau khi chết, nhưng cô lại muốn kéo Thẩm Bích Quân chết cùng là có ý gì? Cô có biết đúng sai là gì không hả? Tình yêu của cô thì có liên quan gì đến Thẩm Bích Quân nhà người ta? Nghe này, bây giờ cô không thể chết được, bởi vì chủ nhân của cơ thể này không nên chết. Chu Dương chạy thẳng đến phía Thẩm Bích Quân. Rời khỏi đây với tôi, nhanh lên. Nếu như cô muốn chết, thì lát nữa chết cũng được, tôi không ngăn cản cô đâu. Chu Dương chạy tới, nắm lấy tay Thẩm Bích Quân và kéo ra ngoài. Nhưng lúc anh vừa muốn kéo đi, thì nhận ra bản thân không thể nhúc nhích. Tôi đã không còn khả năng quan tâm nhiều chuyện như vậy nữa rồi, đương nhiên tôi biết chủ nhân của cơ thể này vô tội, nhưng vì để anh ấy khi gần kề cái chết có thể nhìn tôi mãi mãi, thì sự hy sinh của cô gái này là rất cần thiết. Thẩm Bích Quân bình tĩnh nói. Nhảm nhí, tôi chưa từng nhìn thấy người nào không biết liêm sỉ là gì như cô. Chu Dương đột nhiên nổi giận. Người phụ nữ này có quyền gì mà muốn lấy cuộc đời của Thẩm Bích Quân ra làm trò đùa. Thật quá ích kỷ. Anh dùng lực, luồng áp bức mạnh mẽ tụ lại trên y cánh tay. Dù người phụ nữ này có nghĩ như thế nào, thì Chu Dương đều phải ép cô ấy rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng sấm vang lên. Tiếng sấm chớp lớn vang rền, mang theo sức mạnh không tưởng, trong tư thế không đề phòng, liền đập thẳng đến cơ thể của Hoàng đế Tiên Sư ở bên cạnh. Khóe miệng của Chu Dương khẽ co giật, đây là tình huống gì? Với cảnh giới bây giờ của Chu Dương, anh vẫn không khỏi tái nhợt mặt khi đối diện với tiếng sấm sét vừa rồi. Bản thân chưa từng trải qua chuyện này, có lẽ khó có thể tưởng tượng được sức mạnh của luồng sấm sét này. Sức mạnh không thể chống đỡ. Dù bên dưới là một tảng đá đi chăng nữa thì cũng sẽ bị luồng sức mạnh này nghiền nát. Nhưng Chu Dương nhanh chóng nhận ra vừa rồi thật ra không phải là sấm sét thật, bởi vì bên dưới chân của Hoàng đế Tiên Sư không hề bị tổn hại một chút nào. Chỉ có điều, tia đấu tranh lý trí duy nhất trong mắt hắn cũng dần dần biến mất. Từ trong cơ thể của Hoàng đế Tiên Sư nổi lên một luồng khí lạnh lẽo và tàn nhẫn, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong đôi mắt Thẩm Bích Quân thoáng qua nét buồn bã, tạm biệt. Chu Dương hiểu ra rằng tiếng sấm sét vừa rồi thực ra là hóa thân của chính đạo trời. Nó thông qua trạng thái sấm sét để xâm nhập vào cơ thể của Hoàng đế Tiên Sư, từ nay về sau chê y thế giới sẽ không còn Hoàng đế Tiên Sư nữa, mà chỉ có hóa thân của đạo trời. Khốn kiếp, Chu Dương nghiến răng nghiến lợi, cô bây giờ vẫn chưa chết đúng không? Phiền cô hãy khống chế cơ thể người bạn này của tôi rời khỏi đây. Càng nhanh càng tốt, tôi sẽ ngăn anh ta. Tất nhiên câu này chính là nói với người phụ nữ ở cùng chê y cơ thể với Thẩm Bích Quân. Nếu bây giờ người phụ nữ đó chọn cách biến mất, thì Thẩm Bích Quân rất có khả năng sẽ hôn mê trong thời gian ngắn và trở thành người thực vật ngã chê y nền đất.
Đây chắc chắn là một gánh nặng đối với Chu Dương, bây giờ anh đang phải ngăn chặn Hoàng Đến Tiên Sư cho nên rất khó để có thể bảo vệ cơ thể của Thẩm Bích Quân. Vì vậy anh chỉ có thể cầu nguyện rằng người phụ nữ đang ở trong cơ thể của Thẩm Bích Quân có thể giúp anh lần cuối cùng. Không ngờ, người phụ nữ này lại từ chối. Xin lỗi, tôi không có ấn tượng tốt với đám người các anh. Tôi cũng không cần thiết phải giúp đỡ các người, tạm biệt. Khi giọng nói vang lên, cô ấy không cho Chu Dương bất kỳ cơ hội nào để phản ứng lại, ánh mắt của cô ấy dần dần mờ đi. Thẩm Bích Quân ngã xuống, cũng có nghĩa là người phụ nữ kia đã chọn cách tự tử, bây giờ Thẩm Bích Quân đã hoàn toàn khôi phục lại thân phận của bản thân. Đúng như Chu Dương tưởng tượng, cô ấy bất tỉnh và ngất xỉu trên y mặt đất. Và thế là một cảnh tượng khá ngượng ngùng xuất hiện. Phiên bản hóa thân của đạo trời ngay trước mặt Chu Dương, không chút cảm xúc nhìn Chu Dương chằm chằm. Mà ở phía sau chân của Chu Dương chính là cơ thể của Thẩm Bích Quân. Anh hoàn toàn không phải là đối thủ của hóa thân đạo trời, nhưng lại không thể lùi lại một bước. Khi Chu Dương còn đang đắn đo, vừa suy nghĩ phương án đối phó vừa cảnh giác nhìn chằm chằm hóa thân đạo trời, nhưng hóa thân đạo trời lại chủ động lên tiếng trước, tôi nhận ra anh. Giọng nói của hóa thân đạo trời không có một chút cảm xúc nào, lạnh lùng như một cái máy đang nói chuyện. Chu Dương sửng sốt một hồi, trong lòng thầm nghĩ rằng đúng là lời nói nhảm, bởi vì hai người chúng ta đã từng giao đấu với nhau. Cho nên, anh nhận ra tôi thì có làm sao? Dự định cho tôi thể diện để tôi đưa Thẩm Bích Quân rời đi trước sao? Đại ca có thể cho cái thể diện này không? Nếu không được thì cũng đừng tùy tiện nhận thân quen với người khác được chứ. Chu Dương thầm than thở trong lòng. Anh cũng là do dồn ép tới mức gấp gáp như vậy, đầu óc cũng đang vận hành hết công suất, nhưng không nghĩ ra cách nào để có thể giúp Thẩm Bích Quân thoát ra ngoài, chỉ có thể than thở để ổn định tinh thần. Anh là người mạnh nhất tồn tại trong nhân loại, hóa thân đạo trời lại lên tiếng. Chu Dương lại sững sờ. Anh giơ tay lên di chuyển một chút ngay trước mặt hóa thân đạo trời, nhưng mà anh nhận ra ngay cả chớp mắt hắn cũng không hề chớp lấy một cái. Vì vậy Chu Dương cúi người xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm hóa thân đạo trời, bế Thần Bích Quân lên rồi chậm rãi lui về phía sau, đúng, không sai, là tôi. Cho nên anh muốn nói chuyện gì với tôi, Chu Dương vừa nói vừa lùi lại phía sau. Tên hóa thân đạo trời này, không phải muốn lập tức ra tay với anh chứ? Liệu có cơ hội trốn thoát không? Chu Dương không thể đoán ra được tình hình, nhưng chỉ có thể cố gắng thử. Người phàm, anh đã biết tội chưa? Hóa thân đạo trời không thèm để ý đến động tác nhỏ của Chu Dương, mà hỏi anh. Tội, ừ, tội sao, tôi biết chứ, cái chữ đó có nét bên trên y thì là có một chữ bốn. Bên dưới có một chữ phi, tôi biết chữ đó được viết như thế nào, Chu Dương vừa lui ra cửa vừa nói loanh quanh. Cơ hội đến rồi. Hai bên có khoảng cách hơn 10 mét, cho nên, chắc có thể chạy thoát được. Khi nói xong, Chu Dương xoay người bỏ chạy. Anh không còn nói nhảm nữa, cũng không thể quan tâm đến chuyện chân khí bị tiêu hao đi, lãnh vực của Hoàng đế, khởi động. Chân khí mạnh mẽ trong nháy mắt được phóng ra xung quanh, Chu Dương lập tức bay lên không trung. Ôm Thẩm Bích Quân chạy tới phía đám người ở bên ngoài. Nhân đôi tốc độ âm thanh, hơn 300 mét trên giây. Đây là giới hạn của Chu Dương, có lẽ cũng là giới hạn tốc độ của con người. Anh bay lên không trung, nhanh chóng nhìn thấy hơn 10.000 quân tiếp viện tập trung bên ngoài Vương Phủ Tiên Sư, Chu Dương còn cách bọn họ khoảng trên dưới 1.000 mét nữa. Chỉ mất 3 giây. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, có lẽ không đến 1 giây. Chu Dương chỉ chạy về phía trước khoảng cách 100 hoặc 200 mét, trước mắt đột nhiên hoa lên, một bóng người màu trắng dừng lại trước mặt anh. Hắn chính là hóa thân đạo trời, mặc áo trắng đứng trên y bầu trời, khuôn mặt thanh tú dường như so với trước kia càng thêm sắc bén, giống hệt như một vị thần đứng trước mặt Chu Dương. Chương 1165, Hoa Sen Hủy Diệt. Nhìn hóa thân đạo trời đang ở trước mặt, Chu Dương không khỏi sững sờ. Quá mạnh! Đây rốt cuộc là loại uy lực nào? Đó là một loại uy lực vượt qua tầm của con người, có thể năng lượng không quá mạnh, nhưng luồng uy lực đó không bao giờ khiến người ta có thể bỏ qua được. Nhưng Chu Dương còn kinh ngạc hơn, đây là bên trong lãnh vực hoàng đế của bản thân anh. Đáng ra điều này là lãnh vực chỉ thuộc về bản thân anh thôi. Nhưng giờ đây, hóa thân đạo trời đang ở trước mặt anh dường như đã hoàn toàn không quan tâm đến lãnh vực của bản thân anh. Hắn đến và tự do đi lại trong lãnh vực của anh, không hề bị ảnh hưởng một chút nào.
Thằng nhóc này, Chu Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào hóa thân đạo trời. Rõ ràng là anh sắp thành công, nhưng lại bị chặn lại vào thời điểm mấu chốt nhất, điều này khiến anh rất không cam tâm. Này, anh muốn đánh nhau với tôi phải không? Khóe miệng của Chu Dương lộ ra một nụ cười chế giễu, chỉ vào Liên Quân Võ Đạo đang ở dưới chân, để tôi đưa cô gái này rời đi trước, sau đó sẽ đánh với anh có được không? Chu Dương thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng, đưa ra yêu cầu như vậy với hóa thân đạo trời. Nếu không thì còn có thể làm gì khác? Chu Dương không sợ đánh nhau, cũng rất sẵn sàng đánh với tên này, nhưng bởi vì còn phải mang theo Thẩm Bích Quân, cho nên anh thật sự không còn cách nào khác. Nhưng hóa thân đạo trời vẫn nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng, người phàm, anh biết tội chưa? Não của anh hỏng rồi có phải không? Hay là đạo trời của các người thật ra đều là kẻ ngốc? Hoàn toàn không có một chút chỉ số thông minh nào, Chu Dương hơi tức giận, nghe không hiểu tiếng người sao. Anh cũng không muốn nói những điều vô nghĩa, bởi vì anh biết rằng nói những điều vô nghĩa với thằng nhóc này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu là như vậy, chỉ có thể buộc bản thân phải đột phá thôi. Anh rẽ sang và chạy về phía bên cạnh. Nhưng hóa thân đạo trời lại lần nữa ngăn chặn anh. Rốt cuộc thì anh muốn gì? Hai mắt của Chu Dương hơi híp lại. Toàn bộ năng lượng chân khí trong lãnh vực của Hoàng đế đều áp chế về phía hóa thân đạo trời. Lãnh vực của Hoàng đế được gọi là bất khả chiến bại bởi vì trong lãnh vực của Hoàng đế, Chu Dương gần như toàn năng. Thậm chí anh không cần phải tự mình ra tay, chỉ cần sử dụng suy nghĩ, năng lượng chân khí trong lãnh vực của Hoàng đế sẽ tự động hành động. Giống như với toàn bộ không gian này, có vô số bản sao của Chu Dương. Tất nhiên, bất khả chiến bại chỉ là một tính từ để hình dung mà thôi. Khi đối diện với loại thực lực này cho dù cả thế giới đều là bản sao của anh hết, điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Hóa thân đạo trời chỉ khẽ phất tay, luồng chân khí mà Chu Dương huy động liền bị sụp đổ. Lại dám ra tay với thần, người phàm, cậu thật sự không thể tha thứ được, cuối cùng hóa thân đạo trời đã thay đổi lời thoại ban đầu. Đi kèm với những thay đổi trong lời thoại, đó là sự thay đổi trong hành động của hắn. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên. Các nguyên tố trong không khí liền ngưng tụ trong tay hắn, các nguyên tố khác nhau như kim loại, gỗ, nước, lửa và đất, ngưng tụ thành một bông sen rực rỡ còn mang theo cả những tia chớp. Dùng hoa sen để rửa sạch tội nghiệt cho anh, vẻ mặt của hóa thân đạo trời không chút cảm xúc, nhẹ nhàng vẫy tay, rất nhiều hoa sen lộng lẫy bay về phía Chu Dương, hoa sen, hủy diệt thế giới. Chuyện gì vậy? Chu Dương cau mày, nhìn chằm chằm hoa sen chậm rãi lơ lửng trên không trung. Rất đẹp và lộng lẫy. Nhưng Chu Dương biết thứ này cực kỳ nguy hiểm. Không ai biết trong đó chứa bao nhiêu năng lượng, dù ở khoảng cách hơn 10 mét, nhưng Chu Dương vẫn có thể cảm nhận được năng lượng tràn ra từ hoa sen, dường như đủ để thổi xuyên mặt đất. Phương pháp này hơi kỳ quái, Chu Dương cười gượng lắc đầu. Mặc dù sự di chuyển của hoa sen rất chậm, nhưng nó tạo cho Chu Dương cảm giác như bị một tấm lưới vô hình bao bọc, không lối thoát. Nếu đã như thế, vậy thì chỉ có thể chiến đấu hết mình. Không biết bản thân có thể chống đỡ được không, Chu Dương không dám lớn tiếng, nén hết sức mạnh lãnh vực của Hoàng đến lên chê y người tạo thành một vòng tròn phòng ngự tuyệt đối. Cảnh giới lãnh vực của Hoàng đế có thể bao phủ toàn bộ vương phủ tiên sư này, đương nhiên cũng không thể coi thường năng lượng chứa trong đó. Nguồn năng lượng khổng lồ như vậy bị Chu Dương đột ngột dồn nén trong cơ thể. Liệu nó có thể chống đỡ lại được không? Nhưng nhìn đóa hoa sen lộng lẫy, Chu Dương cũng không dám chắc. Chỉ có thể chiến đấu hết mình thôi. Chu Dương mới nghĩ tới đây, thì đóa hoa sen kia đã chạm vào mép phòng ngự của anh. Trong phút chốc, hoa sen nổ tung. Trước mặt Chu Dương liền xuất hiện một thế giới trống rỗng. Trời ạ, thật quá đáng sợ, đám Liên Quân Võ Đạo cách trận chiến hàng nghìn mét nhìn trận nổ này thì đều kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng được, đó thực sự là điều mà con người có thể làm được. Ồ không, cậu thiếu niên mặc áo trắng chê y trời đó không phải là một con người. Hắn là hóa thân đạo trời, hắn là vị thần duy nhất. Quả đúng, loại sức mạnh này mới được gọi là sức mạnh của thần linh, một người nào đó tự lẩm bẩm. Hầu như tất cả mọi người đều bị dọa đến mức sững sờ. Đám người bọn họ nắm vững võ đạo siêu hình, đặt ở nhân gian, thì đều là nhân sĩ giới thượng lưu. Nhưng hôm nay... cuối cùng bọn họ cũng nhận ra sức mạnh của con người nhỏ bé đến nhường nào. Đóa hoa sen nhỏ bé đó, tạo nên tiếng nổ có thể lan rộng cả nghìn mét trong tích tắc,
thậm chí có thể làm thủng màng nhĩ của một số người có thực lực kém. Còn về uy lực của trận nổ, thì càng không cần nói nữa, mặc dù mọi người không nhìn thấy Chu Dương bị nổ biến thành như thế nào, nhưng hóa thân đạo trời cách Chu Dương không xa, kèm theo vụ trận nổ hoa sen, cả người đều tan thành từng mảnh. Nhưng rất nhanh, đám bụi từ trận nổ lại ngưng tụ, tạo thành một hóa thân đạo trời mới. Nó dường như là một cơ thể không thể chết. Có khả năng hủy diệt thế giới và hủy diệt trái đất chỉ bằng những cử chỉ. Đóa hoa sen như một thanh gươm sắc bén bay trên y đầu mọi người, dạy dỗ cho bọn họ một bài học. Một đối thủ như vậy thực sự có thể bị đánh bại. Thứ mà bọn họ đang phải đối mặt, đó chính là một vị thần tối cao. Đúng rồi, hoàng đế sao rồi, có người đột nhiên hỏi. Tối thượng hoàng đế, trong mắt hầu hết các lực lượng liên minh võ đạo, thì đó chính là hoàng đế của bọn họ. Ngoài những người rất quen thuộc với Chu Dương ra, thì tất cả bọn họ đều gọi Chu Dương là hoàng đế. Hoàng đế, không phải là rơi xuống rồi chứ, có người run rẩy lên tiếng. Điều này thật sự quá bất lợi rồi. Trận chiến vừa mới bắt đầu, đấng tối cao nhất trong doanh trại của bọn họ, người mạnh nhất, đã bị giết trong giây lát. Khó có thể tưởng tượng được chuyện Chu Dương lại sống sót sau một trận nổ như vậy. Đừng nói nhảm. Anh Dương chắc chắn vẫn còn sống, Chu Minh và Ngưu Xuyên tin chắc rằng Chu Dương không bị sao cả. Lúc này nguyên tố chê y bầu trời tản ra, bầu trời dần dần khôi phục lại trạng thái quang đãng. Bóng người của Chu Dương dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Anh thực sự vẫn còn sống, nhưng khắp cơ thể thì đầy máu. Hoa sen hủy diệt, chỉ một ít động tác như vậy, mà anh dám gọi là hủy diệt thế giới ư, Chu Dương cười gằn. Chương 1166 Hoàng đế và vị thần. Bóng dáng Chu Dương xuất hiện trước mặt mọi người, giờ đây người anh đã đầy máu. Rõ ràng sức mạnh của hoa sen đã làm nổ tung lớp phòng ngự tuyệt đối của anh. Trong lúc then chốt anh vẫn cúi người, giữ vững ý chí để bảo vệ cho Thẩm Bích Quân ở trong lòng. Thẩm Bích Quân không sao, cô ấy vẫn xinh đẹp như tiên, có điều quần áo của cô ấy đã dính đầy máu tươi của Chu Dương. Giờ cũng chẳng nhìn ra được hình thù hoàn chỉnh của Chu Dương. Khắp người anh chỗ nào cũng chảy máu, chân khí của hoàng đế đang điên cuồng chữa lành cơ thể, nhưng những nơi được chữa lành đó ngay lập tức lại bị sức mạnh còn sót lại của hoa sen xé rách. Trông hơi thảm hại, nhưng Chu Dương lại nở một nụ cười. Anh cười tâu toét, không biết trong nụ cười đó là cảm giác tàn nhẫn hay hung ác. Anh xé tung cái áo của mình, lộ ra cơ bắp săn chắc, anh nghiến răng nhìn hóa thân đạo trời ở trước mắt, có mỗi thế thôi ư. Chẳng phải chiêu này của anh có tên là hoa sen phá hủy thế giới sao? Sao tôi thấy thế giới này vẫn tồn tại bình thường đó mà? Rốt cuộc anh làm nổi không, nếu không được thì đừng chém gió nữa. Một tay Chu Dương ôm Thẩm Bích Quân, tay phải nắm chặt thành nắm đấm. Hoàng đế vẫn còn sống, lập tức có người hốt hoảng nói. Phía chê y đoàn liên quân võ đạo xuất hiện một cảnh tượng khác lạ mà sinh động. Hóa thân đạo trời thanh khiết và Chu Dương đầy thương tích. Nhưng sắc mặt của hóa thân đạo trời vô tình còn Chu Dương thì nở nụ cười. Chuyện này là sao, cậu ta đang cười kìa. Chúng ta phải làm sao đây, đám người nhao nhao nói. Họ không thể tưởng tượng nổi Chu Dương vẫn còn sống sót sau vụ nổ đó, hơn nữa anh còn nở nụ cười. Xem ra Chu Dương đang muốn phản công. Nhưng liệu có khả năng thắng không? Mọi người như ngừng thở, trong chốc lát lại hoàn toàn quên mất rằng giờ họ cần phải ra tay để giúp Chu Dương. Anh sống lại rồi, anh rất mạnh, hóa thân của đạo trời vẫn nói với giọng lạnh băng, nhưng điều này không có nghĩa sự trừng phạt dành cho anh sẽ chấm dứt. Người phàm, anh biết tội chưa? Biết cái con khỉ, Chu Dương gầm lên một tiếng, ôm lấy Thẩm Bích Quân xông lên luôn. Anh lại chủ động tấn công. Đối mặt với đối thủ cấp bậc như thế mà anh vẫn tung ra một quyền trước. Mọi người nín thở, nhưng cảnh tượng khiến họ thất vọng đã xuất hiện. Nắm đấm của Chu Dương đã xuyên qua cơ thể của hóa thân đạo trời. Rõ ràng đã đấm trúng rồi, hóa thân đạo trời đứng im, dù là tên ngốc chắc cũng có thể đánh trúng. Nhưng Chu Dương lại đánh hụt. Lúc anh chạm được vào hóa thân đạo trời thì hắn như biến mất khỏi thế giới này. Năng lực không gian, chẳng mấy chốc Chu Dương đã hiểu ra, hóa thân đạo trời này vốn đại diện cho mọi quy luật trong không gian này. Khó rồi đây. Hắn chính là hóa thân của quy luật. Mọi cử động của hắn đều đại diện cho quy luật, cũng tức là chỉ cần hắn muốn thì Chu Dương sẽ chẳng bao giờ chạm tới hắn được. Nhưng nếu suy nghĩ theo một góc độ khác,
thật ra cũng chẳng khó để đánh bại tên hóa thân đạo trời này. Chỉ cần phá hủy không gian này là được. Biến không gian này thành hư vô dựa vào sức mạnh tuyệt đối, như vậy mọi quy luật, mọi năng lượng đều bị chôn vùi. Nhưng nói thì dễ, muốn phá hủy không gian đâu phải chuyện đơn giản đâu. Ít nhất hiện giờ Chu Dương không có sức mạnh to lớn đó. Không gian là một thứ vô cùng kỳ diệu, con người quả thật không hiểu gì về nó cả. Có thể sức mạnh đủ rồi đó, nhưng cách để phá hủy không gian là gì? Cho dù có không gian nhỏ bằng đầu móng tay ở trước mặt thì làm sao Chu Dương phá hủy hết được đây? Đúng là một vấn đề nan giải. Chu Dương xoay người, hóa thân đạo trời cũng xoay người, mặt không biểu cảm nhìn Chu Dương. Tên người phàm không biết tội kia, chuẩn bị tiếp nhận phán xét của vị thần đi. Hóa thân đạo trời lại ra tay lần nữa. Lần đầu ra tay, hóa thân đạo trời như thể chẳng phải trả giá, nhẹ nhàng tung một chiêu hoa sen phá hủy thế giới khiến Chu Dương bị thương nặng. Còn đòn phản công của Chu Dương đến hiện giờ vẫn không thể uy hát iota đối phương. Thậm chí còn không chạm tới đối phương. Mạnh tới mức nào đây? Rốt cuộc phải làm sao mới giành được thắng lợi? Hay rốt cuộc Chu Dương có thể sống sót khỏi lần ra tay thứ hai của hóa thân đạo trời hay không cũng là vấn đề. Chu Dương nghiến răng, khi thấy hóa thân đạo trời giơ tay lên, anh liền quay đầu chạy. Không phải là sợ, mà là anh muốn cứu Thẩm Bích Quân. Người phàm, anh không thoát nổi phán xét của vị thần đâu, lần này hóa thân của đạo trời không đuổi theo anh, mà hắn tự lẩm bẩm một mình ở sau lưng anh. Chu Dương không lo được nhiều như thế, anh chỉ bất chấp mà lao về trước, dù cho mối nguy hiểm mãnh liệt từ phía sau đã truyền tới, mối nguy như có thể đe dọa tính mạng anh thì anh cũng mặc kệ hết. Có thể là do bị thương nặng nên tốc độ của Chu Dương cũng không thể đạt được tốc độ hơn 300m/giây nữa, khoảng tầm 5 giây anh mới tới trước mặt của Liên Quân Võ Đạo. Anh Dương, Chu Tiên Sinh, nhóm người Hổ Gia và Chu Minh đồng loạt lao lên. Khóe miệng Chu Dương cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Anh giao Thẩm Bích Quân ở trong tay ra, vừa định nói gì đó thì đột nhiên một mũi tên với năng lượng vô hình từ phía sau xuyên qua tim anh. Nụ cười của Chu Dương chợt tắt, anh há to mồm, phun ra một ngụm máu tươi. Anh Dương, Ngô Hoàng, mọi người đều hốt hoảng. Họ nghĩ lần này Chu Dương không sống nổi thật rồi. Tôi không sao, Chu Dương cúi người, run rẩy đưa Thẩm Bích Quân ra, chăm sóc tốt cho người phụ nữ này. Thực hiện kế hoạch tác chiến. Nói xong, Chu Dương xoay người, ưỡn thẳng ngực đối mặt với hóa thơ đạo trời lần nữa. Mũi tên năng lượng vừa nãy suýt nữa đã lấy mạng anh. Nhưng chân khí của Hoàng đế trong Chu Dương có thể chữa lành mọi vết thương. Chỉ cần vết thương được chữa trị kịp thời thì rất khó có vết thương chí mạng nào có thể cướp đi tính mạng anh ngay được. Nhưng tất cả mọi người bên Liên Quân Võ Đạo đều đã bị tinh thần của Chu Dương làm cảm động. Không hổ danh là tối thượng hoàng đế. Họ nghĩ Chu Dương có thể kiên trì được đến hiện giờ đều là nhờ vào tinh thần bất khuất, nếu không Chu Dương đã đổ gục trước đòn công kích iota CS bất khả chiến bại của hóa thân đạo trời rồi. Nhưng Chu Dương không bị đánh bại, mà anh còn yêu cầu mọi người tiếp tục thực hiện kế hoạch tác chiến. Chúng ta có hy vọng thắng thật sao, có người nói. Ngay cả tối thượng hoàng đế cũng không chịu nổi một đòn trước đạo trời thì chúng ta lấy đâu ra hy vọng thắng chứ? Tuy biểu hiện của Chu Dương khiến những người này rất nể phục. Nhưng đồng thời qua trận chiến của hai người đã khiến cho Liên Quân Võ Đạo hiểu được sự kinh khủng của đạo trời. Không hề yếu chút nào. Hết cách rồi, không có cơ hội chiến thắng. Ngoài tuyệt vọng thì họ không tìm nổi hy vọng sống sót. Chương 1167, Vận mệnh của nhân loại. Chương này các bạn đọc xem có lỗi ca nha. Mặc dù Chu Dương thể hiện tinh thần bất khuất, nhưng đối mặt với sức mạnh nghiền nát của đạo trời, Liên Quân Võ Đạo vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Không khuất phục thì đã làm sao? Liệu họ có thể giành chiến thắng không? Mọi người, tôi biết trong lòng các vị nghĩ như thế nào. Chu Dương cảm nhận được suy nghĩ của mọi người, anh quay lưng về phía họ nói, nhưng xin hãy nghe tôi nói, trận chiến này liên quan đến sự sống chết của tất cả chúng ta. Tôi phải thừa nhận rằng tên khốn chê y trời kia mạnh đến mức hơi quá đáng rồi. Nhưng thế thì đã sao? Nếu chúng ta không đấu tranh, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Ngay cả nền văn minh của chúng ta cũng sẽ biến mất cùng chúng ta và bị chôn vùi ở nơi này. Vậy chúng ta còn phải sợ điều gì nữa? Chúng ta đã không còn đường lui, cũng không có gì để mất nữa rồi. Chu Dương nhẹ giọng nói, hãy chiến đấu với tinh thần quyết tử.
dù chết cũng phải dạy cho tên đó một bài học ra trò, để tên khốn đó hiểu rằng con người không dễ bắt nạt như vậy, có được hay không? Những lời nói này của Chu Dương đã khơi dậy sự máu lửa của nhiều người. Thử hỏi ở đời ai chả có thứ gì đó để quan tâm. Hoặc là có một vài bạn bè người thân mà họ quan tâm. Hiện giờ đạo trời sắp diệt bọn họ, nếu bây giờ từ bỏ, nhất định sẽ chết, đây là điều không có gì phải nghi ngờ. Nhưng đúng như Chu Dương đã nói, dù thế nào đi nữa, đạo trời đó cũng sẽ hủy diệt mọi thứ của mình. Tại sao không liều chết đấu tranh? Dù có chết đi nữa thì cũng phải dạy cho tên đó một bài học. Cùng với việc Chu Dương tiến lên bầu trời, toàn bộ liên quân võ đạo đột nhiên hét lớn một tiếng chấn động trời đất. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Giết! Vô số tiên sư bay lên trời và bao vây hóa thân đạo trời từ xa, trong khi Chu Dương đến thẳng trước mặt hóa thân đạo trời. Đây là kế hoạch tác chiến mà bọn họ đưa ra lúc ban đầu, các tiên sư dùng tấn công tầm xa, còn Chu Dương thì đối mặt áp chế hóa thân đạo trời. Khi những đòn đánh từ xa và sức mạnh của Chu Dương đã cạn kiệt, vẫn còn hàng vạn tông sư võ giả, hoàng đế võ giả V.V. đang chờ sẵn bên dưới để cận chiến với hóa thân của đạo trời. Đạo trời sao? Hãy chuẩn bị nghênh đón cơn thịnh nộ của nhân loại đi, Chu Dương cười nói, tôi thật tò mò, chắc là anh không có cảm xúc phải không? Anh có biết cảm giác tức giận là như thế nào không? Đó quả là một cảm giác khiến người ta sảng o á yêu ta. Chu Dương nhẹ giọng nói. Hóa thân đạo trời khẽ nhíu mày, hiển nhiên không hiểu Chu Dương muốn biểu đạt ý gì. Hóa thân đạo trời nói, người phàm tục không thể là đối thủ của thần được, các người phải biết tội của mình và phải đền tội với tôi. Câm miệng đi, không ai phải đền tội với anh, Chu Dương thét lên, lãnh vực hoàng đế, khởi động. Cách duy nhất để chiến đấu chống lại hóa thân của đạo trời là lãnh vực hoàng đế. Mặc dù trước đó lãnh vực hoàng đế của Chu Dương dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hóa thân đạo trời. Nhưng đó là bởi vì thực lực của Chu Dương vẫn còn quá yếu. Nhưng lần này thì khác. Đốt cháy tuổi thọ, dòng máu tinh khiết, dâng hiến thân mình. Chu Dương trực tiếp đưa ra tất cả, toàn bộ đều dùng để tập trung tinh lực thao túng lãnh vực hoàng đế, lúc này thực lực của anh đã trở nên mạnh chưa từng có. Thần, anh đã từng quỳ xuống chưa, Chu Dương hờ hững nói. Quỳ xuống cho tôi. Năng lượng hỗn loạn lập tức quấn lấy hóa thân đạo trời, nhưng hóa thân đạo trời vẫn vô cảm, hắn thậm chí muốn tùy tiện phất tay để hóa giải lãnh vực hoàng đế của Chu Dương. Nhưng lần này, hắn đã thất bại. Sức mạnh vô song ngưng tụ quanh người, cưỡng ép bao bọc và khống chế hắn, thân thể hóa thân đạo trời lao thẳng xuống dưới, hắn không còn lơ lửng chê y không được nữa mà nhanh chóng bị kéo xuống đất. Hành động! Chu Dương ra lệnh. Hơn 100 tiên sư lơ lửng chê y không đồng thời ra tay. Vô số sự công ca iota siết năng lượng bùng nổ chê y thân thể hóa thân đạo trời, còn Chu Dương cũng ngã xuống đất. Hóa thân đạo trời quỳ một chân xuống đất, có thể thấy hắn đang phải gánh chịu áp lực rất nặng nề. Đó là áp lực từ Chu Dương, nhưng những đòn tấn công tầm xa của hơn 100 vị tiên sư dường như không gây tổn hại gì cho hắn, mặc dù mép quần áo có chút lộn xộn, nhưng hắn quả thực không hề hấn gì. Người phàm, các người đã gây ra tội lỗi lớn, hóa thân đạo trời gầm lên. Thì ra anh cũng biết quỷ à, anh xem anh không phải là vô địch có đúng không, Chu Dương lạnh lùng nói. Tôi không hiểu ý của anh, quỳ gối không phải chỉ là một hành động thôi sao? Bây giờ tư thế này có thể khiến tôi chịu được áp lực của anh dễ dàng hơn, nhưng nó không thể hiện điều gì cả, hóa thân đạo trời nói, có điều, dám ra tay với thần, các người đã sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của thần hay chưa? Không phải chúng ta vẫn luôn sẵn sàng hay sao, Chu Dương chế nhạo. Thực ra bây giờ sự tự tin của anh đã hồi phục rất nhiều. Mặc dù Chu Dương cũng biết rằng mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Có thể có kết quả như hiện tại, đó là sự tổn hại do Chu Dương tự thiêu đốt tuổi thọ của mình mới tạo nên được. Nhưng điều này cũng cho thấy rằng hóa thân đạo trời không phải là bất khả chiến bại. Chỉ cần sức mạnh bùng phát bằng cách đốt cháy mạng sống của anh đủ để giam cầm mọi quy tắc mà hắn kiểm soát. Có lẽ có thể thắng. Đây là sự va chạm của hai nền văn minh, nếu không hy sinh là điều không thể, Chu Dương đã sẵn sàng hy sinh. Đi chết đi, Chu Dương giống lên một tiếng, lao về phía hóa thân đạo trời. Anh muốn xé xác tên này. Giam cầm đạo trời, nhưng đúng lúc này, hóa thân đạo trời đã thoát được khỏi lãnh vực hoàng đế của Chu Dương. Hơn nữa,
hắn đã giam cầm Chu Dương lại. Nền văn minh của loài người thực sự là nguồn gốc của tội lỗi. Tất cả các người sắp chết rồi, hóa thân đạo trời vừa nói vừa bay lên không trung một lần nữa. Và lần này, hắn cũng điều khiển Chu Dương cùng bay lên. Điều tôi muốn phán xét chỉ là tội lỗi của nền văn minh nhân loại. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại. Nhưng bây giờ, vì các người đã dám ra tay với thần, tội lỗi của các người đã nặng đến mức không thể tha thứ, vậy hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của thần đi. Hắn định làm trò gì đây? Ngay từ đầu hắn không hề có ý định tiêu diệt nền văn minh nhân loại ư. Mọi người đều nhìn nhau. Thôi mặc kệ, làm đi. Dù sao cũng đã quá muộn để dừng lại, một người nào đó hét lên. Tất cả các tiên sư lại ra tay một lần nữa. Nhưng sau vô số sức mạnh công ca Iota CS, hóa thân của đạo trời vẫn bình an vô sự bước ra và đến trước mặt Chu Dương. Trước hết, tôi phải xét xử tên tội đồ tội nặng nhất là anh. Hoàng đế của nhân loại, anh không nên đại diện cho nhân loại. Hóa thân của đạo trời vừa nói vừa tàn nhẫn dùng cánh tay đâm vào trái tim của Chu Dương. Lần này, vết thương của Chu Dương không thể bình phục được nữa. Chân khí của anh đã bị giam cầm, không thể tự sửa chữa vết thương, và bản thân anh đang trong tình trạng thiêu đốt sinh mệnh của mình. Chu Dương mở to hai mắt, dần dần mất đi thần sắc. Chương 1168, tiêu diệt toàn quân. Chu Dương đang đến gần với cái chết. Đã không còn là vấn đề hồi phục vết thương nữa, đòn tấn công của Hoàng đế tiên sư đẩy nhanh Chu Dương đến cái chết, anh đã không có khả năng sống sót. Chu Dương mở to hai mắt, lúc này thời gian trôi qua càng chậm. Anh cảm thấy cơ thể dần mất đi sự sống, mở to mắt nhìn thế giới muôn màu trước mặt biến thành trắng đen, mấp máy khóe miệng muốn nói điều gì nhưng cuối cùng không thể nói ra. Đây là cái chết sao? Thì ra chết là một chuyện nhẫn tâm như vậy. Ánh mắt của hóa thân đạo trời vẫn lạnh lùng, hắn chậm rãi thu cánh tay dính đầy máu của Chu Dương. Nhìn Chu Dương giống như con diều đứt dây rơi xuống đất. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Cách đây không lâu, nhóm liên quân võ đạo sôi sục bầu nhiệt huyết đột nhiên im lặng không tiếng động. Đến trụ cột tinh thần của bọn họ bị giết hời hợt như vậy. Thì họ thật sự có khả năng chiến thắng sao? Thì ra, hóa thân đạo trời không phải đánh không lại, mới nói nhảm và không giết bọn họ. Đạo trời chẳng qua đang trừng phạt nghiệp chướng của bọn họ. Tội của bọn họ không đáng chết nên đạo trời mới buông tha, thế nhưng bây giờ đạo trời đã quyết tâm giết chết bọn họ, tính mạng của họ lúc này dường như rất mong manh. Ngay cả Chu Dương là tối thượng hoàng đế duy nhất trong loài người cũng bị giết trong chớp mắt. Sao, sao có thể như vậy, có người lẩm bẩm một mình. Điều này không đúng. Giờ nên chiến đấu thế nào đây? Ý chí chiến đấu của liên quân võ đạo vừa mới khơi dậy lúc nãy, bây giờ bị quét sạch toàn bộ. Mặc dù Chu Dương nói rất rõ, dù sao bọn họ sắp mất đi tất cả rồi, không nên buông thả mọi thứ mà phải cố hết sức răn đe hóa thân đạo trời. Nhưng tình hình trước mắt, bọn họ lấy cái gì răn đe người ta? Không bằng ngoan ngoãn đợi chết. Dưới sức ép tuyệt đối, đa số lựa chọn từ bỏ. Vùng vẫy trong đau khổ còn không bằng cái chết vui vẻ. Văn minh gì, lợi ích gì, trả thù gì, có liên quan gì đến bọn họ chứ? Dù sao sau khi chết, cũng không còn ý thức được bất kỳ điều gì. Loại suy nghĩ này một khi nảy sinh sẽ khiến những người này mất đi ý chí chiến đấu. Bỏ đi, đến hoàng đế cũng chết rồi, chúng ta còn tranh đấu làm gì, người đầu tiên vứt bỏ vũ khí. Sau đó mọi người từ bỏ. Toàn bộ liên quân võ đạo giống như đám tượng gỗ đần đột, nhìn chằm chằm vào hóa thân đạo trời cũng không hề có suy nghĩ phản kháng. Nền văn minh của loài người chính là một vật ô uế, không nên tồn tại chê y thế giới, lúc này hóa thân đạo trời lại nói. Nhân danh thần linh thực hiện phán xét với các người. Các người có ý kiến không? Không ai nói gì. Vì bọn họ đã tuyệt vọng. Trong bầu không khí tuyệt vọng này, hóa thân đạo trời lại đưa một tay ra. Cây thương sao phán quyết? Sao cây thương, một loại vũ khí nhọn dài. Những cây thương có năng lượng khổng lồ dần dần tập hợp lại thành hình. Hóa thân đạo trời khẽ giơ tay, một cây thương dài lập lòe rực rỡ bay về liên quân võ đạo. Cây thương dài lại biến hóa huyền hảo thành vô số cây thương nhỏ, đâm vào hơn 100 tiên sư đang lơ lửng chê y trời. Cây thương phán quyết không cố ý nhắm vào người nào, mà lại nổ tung trong nhóm liên quân võ đạo. Năng lượng cuốn sạch tất cả liên quân võ đạo. Sau thời khắc này, khói bụi tản đi,
nhóm liên quân võ đạo đột nhiên trở nên yếu ớt, chiến trường hỗn loạn. Có thể có người sống nhưng cũng không khác người chết là mấy. Hầu hết liên quân võ đạo đều bị bỏ mạng trong đòn tấn công chí mạng này. Một tiếng hò yếu ớt trong chiến trường truyền đến, đó là âm thanh cuối cùng của một người còn sống. Thẩm Bích Quân còn sống, vì lúc Chu Dương chưa chết, liên quân võ đạo còn ý chí chiến đấu, có người đưa cô ấy đến một nơi rất xa. Thẩm Bích Quân chỉ là một người bình thường, mọi người biết cô ấy không có năng lực chiến đấu, nên phái một tông sư võ giả đưa cô ấy ra khỏi chiến trường. Lúc này, Thẩm Bích Quân tỉnh lại do tiếng nổ đánh thức. Đây là đâu? Thẩm Bích Quân mơ hồ nhớ ra. Mặc dù cô hơi choáng váng, vì sức mạnh linh hồn quá yếu ớt, không thể tỉnh lại nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Cô ấy nhớ ra tất cả mọi chuyện, từ lúc mình rời khỏi công ty Danh Dương, theo Bát Gia đến thế giới nhỏ, nhận lời ở nhờ của người phụ nữ kia. Đến hôm nay Chu Dương đến cứu cô, một trận chiến lớn chưa từng có bắt đầu bùng nổ. Trong lòng của cô ấy đột nhiên hoảng loạn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bây giờ tình hình trận chiến như thế nào? Chu Dương còn sống không? Vị trí chiến trường cách cô ấy không quá xa, ở đây hoàn toàn có thể cảm nhận được tình hình trận chiến. Thẩm Bích Quân bắt đầu chạy nhanh về phía chiến trường. Cô ấy muốn tìm Chu Dương, xem rốt cuộc anh thế nào rồi. Nhưng trong lòng cô ấy lại có một dự cảm không rõ ràng, giống như nếu cô không chạy nhanh hơn, thì mãi mãi không thể gặp lại Chu Dương. Chắc chắn đuổi kịp, Chu Dương, nhất định phải đợi tôi. Anh liều mạng cứu tôi, nhưng bây giờ tôi đã quay về, anh tuyệt đối không được chết. Thẩm Bích Quân vừa nghĩ, vừa liều mạng đuổi đến chiến trường. Bên phía chiến trường, hóa thân đạo trời lạnh lùng nhìn liên quân võ đạo còn sống ở dưới chân. Các người làm trái ý đạo trời, không thể tha thứ, chuẩn bị đón nhận trừng phạt đi. Khốn nạn, chúng ta không phải vẫn đang nhận trừng phạt sao? Tên này rốt cuộc đang nói nhảm gì vậy, có người cười gượng nói. Nhưng bọn họ chỉ có thể ôm nỗi tức giận, không thể phản kháng. Trong lòng bọn họ thậm chí đang nghĩ, nếu đòn tấn công vừa nãy giết chết mình thì tốt biết bao. Đã sẵn sàng chết, bây giờ vẫn phải chết lần thứ hai. Thật sự hài hước. Hóa thân đạo trời đưa tay về phía trước, đạo trời giam cầm. Những người còn sống kia đột nhiên bị một bàn tay vô hình bắt lấy, sau đó chậm chậm lơ lửng giữa không trung, đến trước mặt hóa thân đạo trời. Phán quyết. Hóa thân đạo trời lại lên tiếng, một luồng sức mạnh vô hình bùng nổ từ bên trong cơ thể của những người còn sống ở liên quân võ đạo. Máu tươi chảy ra. Những người còn sống há to mồm, ánh mắt dần dần mất đi thần sắc. Hóa thân đạo trời giơ ngón tay chỉ xuống dưới ra dấu, nhóm liên quân võ đạo từ từ rơi xuống. Lúc này, toàn bộ nền văn minh siêu hình học và liên quân võ đạo bị tiêu diệt. Chiến trường yên lặng, chỉ có Thẩm Bích Quân ở đằng xa còn đang chạy như bay đến đó. Cô ấy đã hết hơi, chạy đến khô cả miệng, chân tay mềm nhũn nhưng cô vẫn không dừng lại, thậm chí tốc độ không hề giảm. Cô ấy nghĩ mình vẫn còn việc phải làm nhưng chưa làm xong. Chương 1169, thần. Hóa thân đạo trời đứng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhắm hờ, trông giống như một bức tượng nổi bồng bềnh giữa không khí. Hắn đang suy nghĩ điều gì? Thần có tư duy không? Ý nghĩa tồn tại của thần là gì? Không một ai biết, cũng sẽ không có người nào biết được. Một lát sau, Thẩm Bích Quân đi tới chiến trường. Cô kinh ngạc nhìn quang cảnh hỗn độn trước mắt, không thể tin những gì mình đang nhìn thấy. Lúc này, hóa thân đạo trời đang lơ lửng chê y không bỗng mở mắt ra, nhìn về phía Thẩm Bích Quân. Người phàm, cô không nên tới đây. Thẩm Bích Quân ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cô vẫn khá là quen thuộc với người trẻ tuổi trước mắt này. Dù sao cô cũng là người đã khống chế hắn một khoảng thời gian. Cô cũng biết thân phận của hắn là gì. Hóa thân đạo trời. Vị thần duy nhất. Anh đã giết tất cả bọn họ sao? Thẩm Bích Quân hỏi. Những kẻ nắm giữ nền văn minh chống lại trời, tội không thể tha, hóa thân đạo trời nói. Chu Dương đâu? Chu Dương ở đâu? Thẩm Bích Quân bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Không, tôi không tin Chu Dương sẽ chết. Cô lảo đảo tìm kiếm khắp nơi trong đám người, nhưng liên minh võ đạo có khoảng hơn 10.000 người, cô phải tìm đến lúc nào? Cô không biết. Nhưng có một điều cô biết chắc chắn, đó là cô nhất định phải tìm được Chu Dương, bất kể như thế nào, cô cũng phải gặp được Chu Dương lần cuối, cho dù chỉ là một cái xác thì cũng phải gặp cho bằng được. Hóa thân đạo trời cũng không ngăn cản cô,
cứ lạnh lùng đứng xem. Thời gian trôi qua, hai tay Thẩm Bích Quân đều đã chảy xước hết vì tìm kiếm, nhưng cô vẫn không dừng lại. Chu Dương, anh ở đâu? Thẩm Bích Quân khóc nức nở, vừa khóc, vừa tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng. Thật ra trong lòng cô cũng biết, Chu Dương đã chết. Nỗi tuyệt vọng đau đớn thấu tim gan dâng lên, bây giờ cô giống như một cỗ máy cứ thế tìm kiếm, không còn lý trí nữa rồi. Lại nói đến Chu Dương, lúc này anh thật sự đã chết rồi sao? Hẳn là đã chết, Chu Dương đã chết, mất đi ý thức rất lâu rồi. Nhưng không biết từ lúc nào, anh lại bắt đầu có một chút cảm giác. Mình còn sống không? Chu Dương tự hỏi, muốn động đậy ngón tay thử. Nhưng anh thất bại, bởi vì anh không thể cảm nhận được cảm xúc truyền đến từ ngón tay mình. Hoàn toàn không cảm giác được cơ thể của mình. Sao lại thế này? Là bởi vì mình bị thương quá nặng sao? Anh mở to mắt, thật ra cũng không hề mở mắt, nhưng quả thật đã nhìn thấy thứ gì đó. Là bóng tối, thật ra nhìn thấy được bóng tối cũng là một loại cảm giác. Anh muốn tìm tòi xung quanh, nhưng ý thức lại nhẹ nhàng bay đi. Bởi vì anh không có cơ thể, chỉ còn chút năng lực nhận biết. Hay nói chính xác hơn, bây giờ anh giống như đang quan sát bằng thị giác thứ ba vậy. Ý thức của anh cứ bay đi như thế không biết trong bao lâu, bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng ở trước mắt. Chu Dương vui mừng bay nhanh về phía phát ra ánh sáng. Dưới ánh sáng mờ nhạt, có rất nhiều người đang đứng xếp hàng ngay ngắn ở đó, trước mặt những người này, là một người thanh niên đang ngồi xếp bằng. Chuyện gì đây, cậu thanh niên này lại là ai? Sao trông có vẻ hoành tráng thế? Xem ra, có vẻ như người thanh niên đang ngồi xếp bằng kia chính là người đứng đầu của đám người này rồi. Chu Dương tò mò bay tới, tập trung nhìn thì lập tức giật mình thẳng thốt. Người thanh niên kia, vậy mà lại có ngoại hình giống hệt mình. Anh đã về, người thanh niên nhàn nhạt nói. Cái quỷ gì, cậu ta đang nói chuyện với ai thế? Chu Dương thầm nghĩ. Tôi chính là anh chính là tôi, chúng ta là hoàng đế duy nhất. Hoàng đế duy nhất, lúc này, Chu Dương mới có thể xác định, hóa ra người này đang nói chuyện với mình. Nhưng hoàng đế duy nhất này lại là gì? Từ xưa đến nay, số lượng hoàng đế võ giả nhiều vô số kể, cho dù là tối thượng hoàng đế, cũng có mấy người, còn hoàng đế duy nhất, rốt cuộc là gì? Chu Dương nhanh chóng hiểu rõ, bởi vì người thanh niên kia đã nói tất cả bí mật cho anh nghe. Dựa vào thực lực của nhân loại, bất kể cảnh giới có được tăng đến đâu, thực lực phát triển đến đâu cũng không thể là đối thủ của đạo trời được. Mạch suy nghĩ của Chu Dương là chính xác, bởi vì hai bên căn bản không cùng một cấp độ. Chỉ có nền văn minh của cả nhân loại mới có thể sánh ngang được với đạo trời. Nhưng tất cả võ giả liên minh lại thì có thể đại biểu cả nền văn minh siêu hình học sao? Không, hoàn toàn không phải như vậy, hóa thân đạo trời có một người, như vậy hóa thân của nền văn minh siêu hình học cũng chỉ có thể là một người. Người này, được gọi là hoàng đế. Chỉ có hoàng đế mới có thể sánh được với đạo trời. Từ thời xa xưa, đất trời sản sinh ra hai tia tâm thức. Hai tia tâm thức này nắm giữ lực lượng, bắt đầu đấu tranh với nhau, trong đó tia tâm thức chiến thắng hóa thân thành đạo trời, trông coi sự vận hành của tất cả phép tắc. Còn tia tâm thức bị thua kia cũng không chết đi hoàn toàn, nó ký túc vào một sinh vật có trí khôn, thông qua sinh vật đó để phát triển một nền văn minh. Nhờ vào đó để khôi phục lực lượng của mình, cho nên nền văn minh cũng chính là phát hiện quy tắc tự nhiên, đồng thời cũng là quá trình nắm giữ quy tắc tự nhiên. Nhưng cùng lúc, lực lượng của đạo trời cũng là không hoàn chỉnh, hắn cũng bị thương nên cũng cần thời gian để khôi phục. Do đó khi một nền văn minh bắt đầu phát triển, đạo trời không rảnh để ý đến nó. Chỉ có khi nền văn minh đó phát triển đến mức độ nhất định, khi đã nắm được một số quy tắc tự nhiên và có được năng lực nhất định, đạo trời mới thức tỉnh một phần lực lượng, dùng để tiêu diệt nền văn minh này. Mà trạng thái bây giờ của Chu Dương, chính là đang dung nhập vào trong cơ thể của nền văn minh nhân loại. Anh là hoàng đế duy nhất, anh có sứ mệnh gánh vác toàn bộ trách nhiệm đối với văn minh siêu hình học. Từ giờ trở đi, anh chính là hóa thân của tôi, tất cả sinh linh của văn minh siêu hình học đều sẽ cống hiến lực lượng cho anh. Tuy nói là sinh linh, nhưng chê y thực tế, có thể nắm giữ văn minh cũng chỉ có con người mà thôi. Cũng chính là những người trước mặt này. Những người này, là tất cả những người trong văn minh siêu hình học bị chết từ xưa đến nay, bao gồm cả liên minh võ đạo vừa chết trận khi nãy. Khi giọng nói cứng rắn của hóa thân văn minh siêu hình học vang lên,
những người nãy giờ đứng yên lặng trước mắt họ chậm rãi giơ tay lên, vô số năng lượng hội tụ lên cơ thể hóa thân của văn minh siêu hình học. Đây là một quá trình khá dài, bởi vì năng lượng này thực sự quá mức khổng lồ. Không biết sau bao lâu, tất cả năng lượng đều đã được hấp thu, những người dưới kia lảo đảo ngã xuống, hóa thành tro bụi, biến mất trước mắt Chu Dương. Mà cũng ngay lúc này ý thức của Chu Dương bị hút vào trong người của hóa thân văn minh siêu hình học. Năng lượng tràn đầy, Chu Dương khẽ giật mình một cái, rất nhanh anh đã kịp phản ứng lại, vậy mà mình sống lại rồi. Anh đã sống lại, mà lần này anh đã hoàn toàn khác so với trước đây. Nói anh đã không phải là Chu Dương nữa cũng không quá. Ở bên chiến trường, hóa thân đạo trời vẫn đang lơ lửng trên y không trung, nhìn Thẩm Bích Quân đang ôm lấy thi thể Chu Dương khóc nức nở. Cuối cùng Thẩm Bích Quân đã tìm được thi thể của Chu Dương, nhưng không còn dấu hiệu của sự sống. Nhưng đúng lúc này, Chu Dương bỗng mở mắt ra, khẽ cười nhìn lên hóa thân đạo trời đang lơ lửng trên y không, ha ha, thần. Chương 1170, ý nghĩa. Thẩm Bích Quân đang ôm Chu Dương thấy thế thì choáng váng. Cô không kịp phản ứng lại, chẳng phải Chu Dương đã chết rồi sao? Sao sống lại rồi? Nhưng thái độ lạnh lùng của anh lúc này giống như một người khác. Thẩm Bích Quân cảm thấy rất lạ lẫm, dường như người mà mình đang ôm không phải Chu Dương, mà là một người đàn ông khác. Sao lại thế này? Chu Dương không để ý đến cô, mà chậm rãi đứng dậy. Chu Dương, Chu Dương, chuyện này rốt cuộc là sao thế? Anh đừng dọa tôi thế chứ, Thẩm Bích Quân hét lớn. Nhưng Chu Dương vẫn không để ý tới cô. Chu Dương chỉ ngẩng đầu nhìn hóa thân đạo trời đang lơ lửng trên y không, sau đó cả người chậm rãi bay lên, đi tới trước mặt hóa thân đạo trời. Cuối cùng anh cũng xuất hiện, hóa thân đạo trời nói. Đã lâu không gặp, Chu Dương cũng thản nhiên nói. Bây giờ, trông có vẻ hai người đang đứng nói chuyện với nhau trên y không chung. Một người đã từng là hoàng đế tiên sư, người còn lại là người đàn ông có tên Chu Dương. Nhưng trên y thực tế, đây là cuộc chiến giữa hai tâm thức của nền văn minh. Từ bỏ đi, anh không thể thắng được tôi đâu, hóa thân đạo trời nói, rằng có mấy chục nghìn năm, tôi đã chán ngấy rồi, vì sao anh không ngoan ngoãn đi chết đi? Sao lại nói thế, mới mấy chục nghìn năm thôi mà, trên y thế giới này, có rất nhiều chuyện anh không thể hiểu được đâu. Anh nghĩ mình nắm được đại đạo và phép tắc trong tay thì có thể hiểu được tất cả sao Chu Dương nói. Còn có chuyện gì là tôi không hiểu? Đại đạo phép tắc vốn chính là đại biểu cho tất cả, bao hàm tất cả, cũng giống như việc anh vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng được tôi vậy. Bởi vì tôi nắm trong tay tất cả, mà anh, chỉ là đánh cắp một phần lực lượng của tôi mà thôi, hóa thân đạo trời nói. Không, có một điểm mà vĩnh viễn anh sẽ không thể hiểu được, ví dụ như tình cảm của con người. Con người có thể hiểu được phép tắc của anh, nhưng anh vĩnh viễn cũng không thể hiểu được tình cảm và cảm xúc của bọn họ là gì. Mấy chục nghìn năm nay, dường như tôi đã tìm được cách có thể chiến thắng anh rồi. Lần này, đối thủ của anh không phải là tôi, mà là người thanh niên tên là Chu Dương này, Chu Dương nói tiếp. Vừa nói dứt câu, đôi mắt anh lu mờ hẳn, cơ thể cũng hơi rũ xuống, nhìn như thể sắp ngã quỵ xuống dưới. Nhưng ngay khi anh sắp ngã quỵ, anh lại mở mắt ra một lần nữa, lần này không phải là một đôi mắt lạnh lùng vô tình như khi nãy nữa, mà là ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cơ thể Chu Dương đột nhiên đứng thẳng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía hóa thân đạo trời, chào anh. Hóa thân đạo trời híp mắt, tôi không hiểu được, cho dù anh để ý thức của người phàm này khống chế sức mạnh của anh, thì lại có thể làm được gì? Sức mạnh thì cũng chỉ đến thế, khi phải đối diện với sức mạnh tuyệt đối thì tình cảm có ý nghĩa gì? Ha ha, đừng nói nhảm nữa, có ý nghĩa gì hay không, anh đến thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Hai người rất nhanh lại lao vào chiến đấu. Lần này, sức mạnh của hai bên khá cân bằng. Có lẽ, hóa thân đạo trời vẫn mạnh hơn một chút. Vô vàn năng lượng điên cuồng hội tụ, sau đó nổ tung, nhưng hai người cũng không hề hấn gì. Trận chiến của hai người, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, Chu Dương không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, anh bị thương. Chiến đấu liên tục 3 ngày 3 đêm, cơ thể đã rất mệt mỏi. Mặc dù trước đó cơ thể của anh tràn đầy năng lượng, đối phó quy tắc tự nhiên dễ như trở bàn tay, tưởng chừng như không gì không làm được. Nhưng khi phải đối mặt với một đối thủ mạnh, áp lực của anh cũng lớn hơn nhiều. Hóa thân đạo trời cũng có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng trên y mặt của hắn cũng không có bất kỳ biểu cảm khó chịu nào.
thứ như cảm xúc, chỉ có thể trở thành gánh nặng mà thôi. Hóa thân đạo trời nói, anh biết phẫn nộ, biết đau đớn, mà những tâm trạng này đều sẽ ảnh hưởng đến từng động tác của anh, lãng phí năng lượng của anh. Suy nghĩ dư thừa không quan trọng, không có trợ giúp gì trong chiến đấu. Nếu chỉ nhìn vào tình huống trước mắt, có vẻ như hóa thân đạo trời nói rất đúng. Sở dĩ Chu Dương đánh không lại hắn, một mặt nào đó, đúng là bởi vì cảm xúc Kaiotasis động. Cảm xúc phẫn nộ sẽ khiến một người mất đi khả năng phán đoán tốt nhất, lãng phí năng lượng không nên lãng phí. Anh không hiểu, bởi vì anh không có thứ này, Chu Dương lại nói tiếp, phán đoán là thứ không quan trọng, cái quan trọng nhất ở đây, tình cảm là một liều thuốc tinh thần. Liều thuốc tinh thần lại là gì? Hóa thân đạo trời không biết, hắn chỉ cần biết, Chu Dương không phải đối thủ của mình là được rồi. Hai bên lại lao vào trận chiến một lần nữa, lại là 5 ngày 5 đêm trôi qua, lần này, cả hai bên đều đã chiến đấu tới mức như đèn sắp cạn khô dầu. Nhưng Chu Dương bị thương lại càng nặng hơn, thậm chí ngay cả sức lực để duy trì trạng thái bay cũng không còn nữa, cơ thể lung lay sắp đổ. Tôi vẫn còn năng lượng, anh thua rồi, hóa thân đạo trời nói, đưa tay về phía trước và nắm lấy tóc Chu Dương, buộc anh ngẩng đầu lên. Thua hay không cũng không phải một mình anh nói là được, Chu Dương cười khẩy trả lời. Hóa thân đạo trời muốn đánh vào vị trí trái tim của anh, hai con ngươi của Chu Dương co lại, đột nhiên vươn tay về phía trước, anh cũng muốn bắt lấy năng lượng của hắn. Chết chung sao, hóa thân đạo trời cảm thấy đây là một việc làm không có lợi ích gì. Do đó hắn né tránh, đồng thời cũng không tấn công Chu Dương nữa. Nhưng tay của Chu Dương đột nhiên lại chuyển hướng sang bên cạnh, phán đoán chính xác động tác của hắn. Tôi vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này đấy, anh biết không, Chu Dương mỉm cười, mặc dù miệng dính đầy máu tươi, nhưng anh lại cười rất vui vẻ. Thật ra nhiều lúc, tôi đều có thể dự đoán được động tác tiếp theo của anh là gì, nhưng anh quá bình tĩnh, nên lúc ấy tôi cũng không hề có ý định đánh ra đòn chí mạng nhất. Bởi vì tôi biết làm thế chẳng có ý nghĩa gì cả, đòn công Kaiotasis chí mạng, nhất định phải chờ đến lúc chúng ta đánh đến hơi thở cuối cùng. Nhưng anh lại không thể dự đoán được động tác của tôi, bởi vì tôi có cảm xúc, có lúc muốn chiến đấu sống còn với anh, nhưng có lúc sẽ cố ý lui lại để nghỉ ngơi lấy sức. Giống như vừa nãy, nếu anh cũng có ý nghĩ chết chung với tôi, vậy thì tôi cũng không thể đánh chúng anh được, còn anh lại có thể giết chết tôi dễ như trở bàn tay. Đây chính là tác dụng của cảm xúc, hiểu chưa, Chu Dương nói. Hóa thân đạo trời há to miệng, nhưng cái này đâu có liên quan gì tới liều thuốc tinh thần mà anh nói. Có lẽ cũng không liên quan, tự anh suy nghĩ lấy đi, Chu Dương rút tay lại, hung hăng đạp một phát, hóa thân đạo trời rơi xuống đất. Một luồng sức mạnh vô hình từ chê y người hắn bay lên rồi biến mất, Chu Dương biết, đó là đạo trời biến mất, còn thi thể nằm chê y đất kia là Hoàng đế tiên sư. Sau một lúc trầm mặc, bỗng nhiên Chu Dương ôm trán, cơ thể cũng rơi xuống đất. Chương 1171, trở về. Chu Dương không hề nói dối việc cảm xúc khống chế sức mạnh. Thật ra anh sớm đã không trụ được vì sức mạnh đạt đến giới hạn. Nhưng anh biết anh không thể thua, cho nên anh vẫn cắn răng chịu đựng. Chờ đợi thời khắc cuối cùng để phản công. Chu Dương hiểu rõ tâm thức của nền văn minh siêu hình học. Mỗi lần va chạm của đạo trời và nền văn minh trong lịch sử đều kết thúc bằng sự thất bại của một nền văn minh. Nguyên nhân giống như những gì hóa thân đạo trời nói trước đây, đạo trời kiểm soát sự tồn tại của tất cả quy luật, còn nền văn minh chẳng qua chỉ lĩnh hội một phần của nguyên tắc, đánh cắp một phần quy tắc từ đạo trời mà thôi. Nhưng lần này, con người chiến thắng thần linh. Chu Dương thật sự đạt đến giới hạn, sau khi lơ lửng trong không trung một hồi, anh chắc chắn đạo trời đã tan biến hoàn toàn. Sự chống đỡ duy nhất cũng biến mất. Chu Dương không có chỗ dựa nên trong đầu truyền đến cơn đau nhói, đau như xé nát đầu óc, cuối cùng anh rơi xuống mặt đất. Thẩm Bích Quân cũng lập tức hoảng loạn. Cô ấy chạy đến muốn đón lấy Chu Dương, nhưng Chu Dương nặng hơn 65 cân rơi từ độ cao hơn 20 mét, cô ấy có thể đỡ được sao? Cô ấy đụng gãy hai tay, ngất xỉu cùng Chu Dương. Lúc hai người ngất đi, thế giới nhỏ bắt đầu dần dần đổ nát. Vì bản thân thế giới nhỏ này được mở ra bởi những tiên sư, họ đều đã ngã xuống và chết, đạo trời tiêu tán, toàn bộ quy tắc ở đây đều biến mất, không gian ắt cũng đổ nát theo. Không gian đổ nát, hai người bị văng ra khỏi vụ nổ trong khe hở, rơi xuống một bãi cỏ hoang vu. Nơi này nhìn có vẻ rất hoang tàn, xung quanh không có một bóng người, một ngày sau,
mới có một ông lão đeo cái giỏ đan bằng trúc đi qua, sắc mặt ngạc nhiên nhìn Thẩm Bích Quân và Chu Dương bị ngất xỉu, suy nghĩ một lát, ông ấy vẫn đỡ hai người trở về. Vì tinh thần và sức mạnh bị suy kiệt nghiêm trọng nên sau 3 ngày hôn mê Chu Dương mới tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh cũng chỉ hồi phục khoảng 1/10. Còn Thẩm Bích Quân vì tinh thần và sức lực đều kiệt quệ quá mức, thêm nữa bị đè bởi sức nặng của Chu Dương mới ngất đi, khoảng 1 ngày sau mới tỉnh. Hai người không ở cùng một phòng. Chu Dương mở mắt, quan sát xung quanh, đây là một căn nhà gỗ rất đơn sơ, thậm chí nhìn xuyên qua vách tường xung quanh, có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Còn giường anh ngủ cũng rất sơ sài, gạch đá kê lên đơn giản. Đây là đâu? Ký ức cuối cùng của Chu Dương vẫn còn ở thời khắc cuối cùng của trận quyết chiến giữa anh và hóa thân đạo trời ở thế giới nhỏ. Anh mò mẫm bước ra ngoài, nghĩ xem đây là đâu. Thẩm Bích Quân ở bên kia cũng tỉnh lại, suy nghĩ của cô ấy khá giống với Chu Dương, vừa bước ra hai người đã gặp nhau. Nhìn nhau không nói nên lời. Cảm ơn, hai người cùng nói. Không sao, đều là việc nên làm, hai người lại cùng nói. Sau đó bọn họ lại nhìn nhau cười rồi im lặng. Lúc này, ông lão đeo cái giỏ đan bằng trúc đi qua. Ô, hai người tỉnh rồi, tôi còn tưởng hai người không sống được cơ. Ông lão mỉm cười, đặt cái giỏ đan bằng trúc xuống. Hai người còn trẻ, cậu nói xem rốt cuộc cậu làm gì, sao có thể chạy đến nơi hoang vu này tự sát. Nói mới nhớ, cách tự sát của các người cũng rất kỳ lạ, tôi nghi ngờ các người tự sát hay là giết nhau. Cánh tay của Thẩm Bích Quân bị gãy. Quần áo chê y người rách tơi tả. Chu Dương thì càng không cần nói, mặc dù đã kết vảy, nhưng chê y người hầu như nơi nào cũng có vết thương. Đúng lúc ông lão này là một bác sĩ, hôm đó đi lên núi hái thuốc mới gặp bọn họ, nhưng cũng cảm thấy ngạc nhiên về thể trạng của hai người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới có thể giày vò hai người đang sống sờ sờ thành bộ dạng như vậy. Chu Dương và Thẩm Bích Quân đều khẽ cười, vì bọn họ không có cách giải thích. Mà phản ứng đầu tiên của Chu Dương là giúp hồi phục vết thương chê y cánh tay của Thẩm Bích Quân. Bây giờ anh ở cảnh giới nào, đến bản thân anh còn không rõ, nhưng rất hiển nhiên ở một cấp bậc cao hơn cả tối thượng hoàng đế. Cho nên anh vẫn có năng lực hồi phục vết thương. Nhưng anh chưa kịp mở lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một âm thanh huyên náo. Này, ông Vũ, ông nghĩ xong chưa, rốt cuộc có đồng ý không? Nếu không đồng ý, hôm nay đám anh em chúng tôi sẽ không nể mặt. Có tin sẽ đốt cháy căn nhà này của ông không? Nghe giọng nói này, sắc mặt của ông lão đột nhiên thay đổi, trở nên khó coi. Chu Dương cau mày. Chuyện gì vậy, có người đến gây rắc rối ư? Ông lão nhìn Chu Dương rồi vẫy tay, sau đó đi ra bên ngoài. Đầu tiên Chu Dương hồi phục cánh tay bị gãy của Thẩm Bích Quân, sau đó cũng bước ra. Mấy người có thể nhỏ tiếng chút không? Tôi nói cho các người, bây giờ cô gái và cậu nhóc kia tỉnh rồi. Nếu các người muốn gây chuyện ở đây, người ta không thể đồng ý với các người, ông lão nói với đám nhóc bên ngoài. Đám người đến gây chuyện này khoảng ngoài 20 tuổi, để tóc kiểu phồng, nhuộm 5-6 màu sặc sỡ, còn mặc quần bó và giày bít mũi, áo sơ mi cũng là loại bó sát cơ thể. Điều quan trọng là đám người này toàn da bọc xương, bọn họ lâu lâu lại hất tóc, tạo dáng cho rằng mình rất đẹp trai. Hừ, tôi nói này ông Vũ, ông không cần hù dọa ông đây. Ông đây cũng không sợ. Bọn họ tỉnh thì có thể làm gì? Cái tôi cần cũng không phải người chết, tỉnh lại càng tốt, chẳng lẽ bọn họ còn dám không nghe theo chúng tôi sao? Hai người kia vừa nhìn đã biết là người vùng khác, ở chê y địa bàn của bổn thiếu gia sao có thể có người dám đối nghịch với bổn thiếu gia? Lúc nghe xong câu này, Chu Dương và Thẩm Bích Quân vừa từ trong phòng đi ra. Chuyện gì vậy? Chu Dương hỏi, mặc dù trong lòng anh cũng hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cậu ra rồi, sắc mặt của ông lão cứng đờ, không sao, các cô cậu mau vào đi, chuyện ở đây để tôi xử lý là được. Hả, đừng, tên tóc vàng cầm đầu lại nói, đôi mắt hắn nhìn Thẩm Bích Quân phát sáng, nếu ra rồi, vậy thì nói rõ. Ông Vũ cũng đừng che giấu, hôm nay ông chắc chắn không bao che được chuyện này, đừng để ông đây đánh gãy chân ông. Chu Dương vẫy tay ra hiệu ông ấy không cần lo cho mình, sau đó nhìn tên tóc vàng kia nói. Được rồi, vậy thì nói rõ đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng tôi đề nghị cậu lúc nói chuyện vẫn nên cẩn thận, suy nghĩ kỹ rồi nói. Chương 1172, đồ cặn bã. Nền văn minh của nhân loại rất lớn mạnh và phức tạp.
Nó phức tạp đến mức có đủ các thể loại người. Giống như mấy tên tóc vàng này. Bọn họ thực sự đã làm mới nhận thức của anh. Giống như tưởng tượng của Chu Dương, những người này tới là để cướp Thẩm Bích Quân bởi vì bọn họ đã để mắt đến cô. Ông lão này tên Võ Hành Tôn là thầy thuốc đông y ở trong ngôi làng này. Ngày hôm qua ông ấy đã khiêng Chu Dương và Thẩm Bích Quân về làng, do sức lực không đủ vì thế chắc chắn khi đi qua làng sẽ phải mất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người trong làng đã nhìn thấy Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Đây là một ngôi làng nhỏ biệt lập với thế giới bên ngoài, cũng coi như một bộ lạc vô cùng truyền thống. Người ở đây quanh năm không ra ngoài vì thế chưa từng gặp được người có khí chất như Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Cho dù cả hai đều đang hôn mê nhưng khí chất cao quý chê y người vẫn khiến cho những người trong làng có cảm tình. Tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp cả làng. Chẳng mấy chốc đã lọt đến tai của ba tên tóc vàng kia. Ba tên tóc vàng này lần lượt tên là Hoàng Đại Mao, Hoàng Nhị Mao và Hoàng Tam Mao. Bọn họ là ba người duy nhất ở trong làng đã từng đi ra ngoài làm việc, sau khi trở về tính tình đã trở nên kiêu ngạo, bởi vì bọn họ đã từng nhìn thấy thế giới bên ngoài nên tự xưng là thiếu gia, ở trong làng bắt nạt người khác, không tội ác nào là không làm. Lúc nghe thấy ở trong làng đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ giống thần tiên, sao bọn họ có thể không để ý chứ? Vì thế bọn họ đã chạy đến nhà của Võ Hành Tôn ngay trong đêm, sau khi nhìn thấy Thẩm Bích Quân, bọn họ ngay lập tức muốn khiêng Thẩm Bích Quân quay về căn nhà gạch của mình. Nhưng tối hôm qua bọn họ bị Võ Hành Tôn ngăn lại, Võ Hành Tôn nói dối vì vậy cuối cùng cũng đã miễn cưỡng lừa được ba tên đó. Nhưng ba tên này cũng không phải kẻ đần độn. Sau khi quay về suy nghĩ một đêm đột nhiên cảm thấy không thể từ bỏ như vậy được. Bọn họ là ai? Là thiếu gia quý tộc kiêu ngạo. Biệt danh của Hoàng Đại Mao giống như gọi gió Lệ thiếu gia, biệt danh của Hoàng Nhị Mao như thần sấm Lạp thiếu gia, của Hoàng Tam Mao là Vũ thiếu gia nhẹ nhàng như mưa phùn. Những thiếu gia quý tộc như bọn họ làm sao có thể bị một ông lão như Võ Hành Tôn làm cho hồ đồ chứ? Vì vậy hôm nay bọn họ lại chạy đến đây hơn nữa còn hạ quyết tâm nếu như Võ Hành Tôn không đồng ý bọn họ sẽ lật mặt, ông không phải nói còn mạng là phúc sao. Ông đây sẽ giết chết ông. Bọn họ thậm chí đã chuẩn bị xong việc sẽ giết chết Võ Hành Tôn sau đó mới quay trở về. Bất kể thế nào bọn họ cũng phải có được Thẩm Bích Quân. Bây giờ, cho dù đối mặt với Chu Dương, bọn họ vẫn giữ thái độ kiêu ngạo như cũ, thằng danh, tao khuyên mày nên biết điều chút đi. Mày có biết ba anh em bọn tao có thân phận gì không? Chu Dương bị chọc cười, vậy các cậu nói xem các cậu có thân phận gì? Chúng tao là ba thiếu gia quý tộc, tao nói cho mày biết ở trong cái làng này nếu như mày đắc tội với ba bọn tao, mày đừng mong sống tốt. Bọn tao phải có được người phụ nữ kia, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn giao ra đây, bởi vì từ trước đến nay ba bọn tao muốn có được người phụ nữ nào đều phải có được. Ví dụ như quả phụ Trương, quả phụ Lý. Còn có quả phụ Tôn ở trong làng, ai nấy đều rất xinh đẹp, cuối cùng cũng đều phải phục tùng ba anh em bọn tao đấy thôi, Hoàng Đại Mao Dương Dương tự đắc nói. Đây vẫn luôn là thứ để bọn họ khoe khoang. Dẫu sao ở trong làng nhỏ tách biệt với thế giới này, tất cả đều nghèo khó, thực sự không có gì để khoe khoang cả. Mà phụ nữ chính là thứ thích hợp lấy ra để khoe khoang nhất. Bọn họ có được mấy người quá phụ. Vì vậy bọn họ cũng xem như là ba người đã từng đi sâu hiểu rõ nhiều phụ nữ nhất, đây là điều khiến họ tự hào. Thế sao, lợi hại như vậy à, Chu Dương khẽ mỉm cười, quả thật khá lợi hại, đến bây giờ tôi cũng chỉ có thể đi sâu tìm hiểu được một người phụ nữ. Người phụ nữ này đương nhiên chính là Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân ở bên cạnh nghe thấy câu này đột nhiên mặt đỏ bừng. Ha ha, vì thế mới nói. Loại chó quê mùa như mày hoàn toàn không xứng để đánh đồng với ba thiếu gia quý tộc như bọn tao. Mày ngoan ngoãn giao người phụ nữ này cho bọn tao là được rồi. Ba anh em này còn cho rằng Chu Dương nhận thua, nên thái độ lại càng kiêu ngạo hơn. Vậy sao, nếu như tôi nói không thì sao? Mặc dù tôi quả thật chưa từng được đi sâu tìm hiểu nhiều phụ nữ, tôi cũng không phải thiếu gia gì cả nhưng tôi vẫn từ chối các cậu có thể làm được gì nào, Chu Dương hỏi. Thằng danh, mày muốn chết sao, Hoàng Đại Mao đột nhiên tức giận. Đúng, tôi muốn chết, cậu muốn làm gì nào? Muốn giết chết tôi sao, Chu Dương lại hỏi. Sắc mặt của Võ Hành Tôn bên cạnh thay đổi, chàng trai trẻ, cậu đừng nói liều thế. Không thể đắc tội với bọn họ như thế đâu, đắc tội với bọn họ, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Hừ, muộn rồi, thằng danh,
nếu như mày đã dám nói chuyện với bọn tao như vậy, cho dù hôm nay ông trời có đến cũng không cứu được mày đâu, Hoàng Đại Mao hung hăng nói. Hắn vừa nói vừa tháo dây xích sắt ra khỏi thắt lưng sau đó vung mạnh. Chê y người của tên tóc vàng quý tộc này có đeo một chiếc xích rất nặng. Hoàng Nhị Mao và Hoàng Tam Mao cũng không chịu lép vế, lần lượt lấy vũ khí ra hùng hổ đi về phía của Chu Dương. Thằng danh, bây giờ nếu như mày quỳ xuống xin lỗi tao, có lẽ tao còn có thể để mày chết dễ dàng hơn chút đấy, Hoàng Đại Mao nói. Thật kiêu ngạo, cho dù anh quỳ xuống cũng vẫn chỉ có đường chết sao. Chỉ là chết dễ dàng hơn chút. Loại người nào mà cũng dám nói những lời như vậy với anh. Sắc mặt của Chu Dương thay đổi, quỳ xuống. Mặc dù anh chỉ khôi phục lại được 1/10 sức lực, nhưng để đối phó được với những người bình thường như này thì vẫn dư sức. Lực uy dâng trào lên lao về phía ba người bọn họ, những thứ trước mắt trở nên mơ hồ, không tự chủ được buông bỏ vũ khí quỳ chê y mặt đất. Trước áp lực uy hiota của Chu Dương, ngay cả suy nghĩ muốn kháng cự cũng không có. Thực lực khác biệt quá lớn. Còn bắt tôi quỳ sao? Còn muốn giết chết tôi sao? Chu Dương hỏi. Không phải cũng đã bị quỳ rồi hay sao? Ba tên kia cảm thấy giống như đã gặp phải quỷ. Đây rốt cuộc là ai? Tại sao chỉ hét một câu lại có thể khiến bọn họ quỳ xuống như vậy chứ? Mấu chốt là còn bị quỳ một cách tự nhiên như vậy, không thể nào nghĩ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không, không dám nữa, Hoàng Đại Mao ấp úng nói. Hắn thật sự hoảng sợ, bởi vì chê y người Chu Dương tỏa ra một luồng khí chết chóc thật sự. Sức uy hát yêu ta khủng bố tuyệt đối thế này, từ trước đến nay ba anh em bọn họ chưa từng gặp. Bọn họ cũng không hiểu nổi, chỉ biết rằng Chu Dương ở trước mặt kia rất mạnh, chân khí phát ra từ cơ thể của Chu Dương không giống như sức mạnh mà con người có thể tỏa ra được. Võ Hành Tôn ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia sáng. Nhưng ông ấy không nói gì. Chu Dương xua tay, lạnh lùng nói, cút đi, lần này tôi không tính toán với các cậu. Nhưng nếu như có lần sau tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đâu. Chương 1173, Thần Linh. Chu Dương tha cho ba anh em kia. Không có lý do gì đặc biệt cả, bây giờ trình độ của Chu Dương đã quá cao, anh thật sự lười so đo với những người như ba tên đó. Có gì để tính toán chứ? Chỉ là một đám người yếu ớt mà thôi, mặc dù lòng dạ không tốt, giữ lại cũng chỉ là tai họa cho xã hội nhưng chê y thế giới này không phải còn rất nhiều người như vậy sao? Thế giới này được tạo nên như vậy, tồn tại ắt có lý, Chu Dương không thể nào diệt trừ sạch sẽ tất cả những người xấu được. Cho dù có thể dọn sạch sẽ những kẻ xấu kia, thì những kẻ xấu khác sẽ lại tiếp tục được sinh ra. Vì vậy khi ba anh em kia không thực sự gây ra bất cứ tổn hại nào cho anh sẽ tha cho bọn họ. Ông lão, cảm ơn ông, sau khi đuổi được ba anh em đi, Chu Dương nói với Vũ Hành Tôn, ông có cần tôi giúp gì không? Thù hận nhỏ có thể không báo bởi vì Chu Dương không để tâm đến. Nhưng ân tình dẫu như giọt nước cũng cần phải dùng cả mùa xuân để báo đáp. Vũ Hành Tôn đã cứu Chu Dương và Thẩm Bích Quân, hơn nữa họ còn ở đây mấy đêm, ông ấy cố giữ Thẩm Bích Quân dưới sự uy hát yêu ta của ba anh em kia. Điều này là đại ân đại đức với Chu Dương. Vì vậy anh rất muốn báo đáp Vũ Hành Tôn. Nhưng Vũ Hành Tôn lại xua tay, nói, không cần đâu. Tôi cứu hai người không phải vì để hai người báo đáp. Nhưng tôi có một vấn đề nhỏ muốn hỏi hai người, nếu tiện có thể nói cho tôi biết một chút được không? Vấn đề, có vấn đề gì ông cứ nói, Chu Dương vô cùng khách khí nói. Cậu, là con người sao? Vũ Hành Tôn yếu ớt hỏi. Trong lòng của Chu Dương đột nhiên sững sờ. Cái gì chứ? Ông lão này thật sự chỉ là một bác sĩ bình thường sao? Không đúng, ông lão này là bác sĩ bình thường. Điều này không sai, hơi thở của ông ấy khá bình thường, không có chút dao động của chân khí nào. Chu Dương không cho rằng sức mạnh của Vũ Hành Tôn quá mạnh vì vậy bản thân anh nhìn không thấu. Chê y thế giới này không thể có ai mạnh hơn cả anh. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì? Một ông lão bình thường như Vũ Hành Tôn sao có thể hỏi một vấn đề đáng kinh ngạc như vậy? Lẽ nào ông ấy vừa nhìn liền biết anh nắm trong tay sức mạnh của cả một nền văn minh siêu hình học hay sao? Ở một góc độ nào đó, bây giờ Chu Dương quả thật không được xem là con người bình thường. Bởi vì anh đã từng là hóa thân của văn minh siêu hình. Thật ra cho đến bây giờ, hóa thân của văn minh siêu hình vẫn đang ngủ say trong cơ thể của Chu Dương, chỉ là chưa khôi phục lại mà thôi.
Nhưng những thứ này không phải là thứ mà một ông lão bình thường, một bác sĩ chân đất như Vũ Hành Tôn có thể biết được. Lời này của ông là có ý gì? Chu Dương thăm dò. Nói như nào nhỉ, là hơi thở, tạm thời gọi là như vậy đi, tôi cảm thấy có lẽ là hơi thở, là thứ mà cậu vừa rồi đã khiến cho ba anh em tên tóc vàng bị hất tung đi. Vũ Hành Tôn nói, trong thôn của chúng tôi có một thầy cúng, ông ấy cũng có hơi thở như vậy, nhưng theo như những gì ông ấy nói, sức mạnh của ông ấy là do thần linh ban tặng, chỉ có thần linh mới có sức mạnh này. Hai người rõ ràng không phải thầy cúng, hai người là hóa thân của thần linh sao? Vũ Hành Tôn cẩn thận hỏi. Lần này Chu Dương đã nghe hiểu. Hóa ra ở trong thôn này lại có một người tu hành. Thật thú vị, người tu hành kia không biết từ đâu chạy tới, có lẽ ở nơi cách biệt với thế giới này nên không nghe thấy lệnh triệu tập võ giả ở bên ngoài, vì thế mới không hề tham gia liên quân võ đạo. Chu Dương đột nhiên nhớ ra một vấn đề, ở trong hoàn cảnh như vậy nếu như đạo trời thật sự thắng rồi, bản thân anh thất bại, vậy thì văn minh siêu hình học sẽ bị hủy diệt rồi sao? Chê y thế giới này vẫn sẽ còn rất nhiều những người nắm trong tay văn minh siêu hình học như thầy cúng đó còn sống. Nhưng Chu Dương nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, nếu như anh thật sự thất bại, văn minh siêu hình học chắc sẽ hoàn toàn diệt vong. Bất kể hóa thân đạo trời có tìm được các thầy cúng kia để truy sát đến tận cùng hay không, chỉ riêng bản thân của thầy cúng, ông ta tự xưng thầy cúng, tự nói rằng tất cả sức mạnh đều là thần linh ban tặng, điều này rõ ràng là đang lừa gạt chiếm đoạt lợi ích. Người như ông ta, không thể tuyên truyền văn minh siêu hình học được, ông ta chỉ biết dựa vào năng lực của bản thân, lợi dụng nó để hưởng thụ cả đời sau đó đến lúc chết sẽ mang vào trong quan tài. Có thể nếu như ông ta có người kế thừa, vậy thì ông ta sẽ truyền thụ lại những bí quyết tu hành cho đứa con trai nối dõi của mình, nhưng nếu như không thu nhận đệ tử, không truyền bá văn minh này ra ngoài thì văn minh này sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Thần linh à, Chu Dương lắc đầu, tôi không phải thứ này. Hơn nữa còn rất ghét nó. Trời, cậu đừng ăn nói hồ đồ như vậy chứ. Sau khi nghe thấy lời của Chu Dương nói, Vũ Hành Tôn lập tức che miệng của mình lại. Hơn nữa còn Kaiota siết động nhìn trái nhìn phải, giống như sợ người khác nghe thấy những gì mà Chu Dương nói. Lời này không thể nói bừa đâu. Bất kính với thần linh là tội lớn đấy. Bởi vì cách biệt với thế giới, vì vậy ngôi làng nhỏ này hoàn toàn không chịu sự quản lý của chính phủ, cũng không có quan chức nào đến đây. Chị An ở trong thôn này, tất cả những hành vi xã hội tập thể về cơ bản đều tự tổ chức. Mà người có lời nói tối cao chính là thầy cúng, người có thể đại diện cho thần linh. Theo cách nói của thầy cúng, ông ta là người phát ngôn của thần linh, trong thôn này được một thần núi cai quản, tất cả mọi người đều phải thành tâm thành ý cung kính với thần núi, đương nhiên biểu hiện ra cũng chính là cung kính với thầy cúng. Nếu như bất kính với thần linh hay nói cách khác là bất kính với thầy cúng, chính là tội nặng nhất ở làng này. Còn có lời này sao? Chu Dương nhíu mày, ông à, không lẽ ông tin vào thứ này? Vũ Hành Tôn lắc đầu, thật ra tôi vẫn luôn hoài nghi thứ này nhưng không dám nói ra. Lời này nếu như nói ra chính là phạm phải tội thả lồng heo. Thả lồng heo thật sự là một hình phạt rất nghiêm khắc đấy, Chu Dương khinh thường nói, tin tôi đi, tên thầy cúng đó là một kẻ lừa đảo, những thứ như thần linh hoàn toàn không hề tồn tại. Hai. Chàng trai trẻ, lời này cậu nói trước mặt tôi thì coi như bỏ qua, ra ngoài đừng nói như vậy, Vũ Hành Tôn thở dài, hôm nay sau khi thấy cậu, những lời cậu nói kia tôi đều tin, cũng đã kiểm chứng được những suy nghĩ trước đây của tôi. Nhưng lời này tôi sẽ quên hết, để nó ở trong bụng, thật ra cũng có lý, nhưng cho dù suy nghĩ của cậu thoáng như thế nào, cậu hiểu biết nhiều đến đâu cũng không có ý nghĩa. Chuyện này không do bản thân quyết định. Vũ Hành Tôn không hổ là một ông lão có lề lối rất cao, đối với quy tắc sinh tồn ở thế giới thế tục này cũng xem như nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là cách nghĩ như vậy thật sự đúng sao? Chu Dương hơi hoài nghi, suy nghĩ như vậy quả thực có thể bảo vệ mình, bình an sống tiếp nhưng sống như vậy có ý nghĩa gì sao? Không chờ Chu Dương suy nghĩ quá lâu, ở bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói u ám. Làm ô uế thần linh, chết đi! Bên áp hiện tại có ba chép mới à, bản chung thì 1188 là full. Chương 1174, tên lừa đảo. Chu Dương quay đầu lại, phát hiện đó là một đám người rất đông đúc lộn xộn. Người dẫn đầu là một người đàn ông bí ẩn mặc một chiếc áo choàng đen. Trên y áo choàng có hoa văn thần bí gì đó, không cần nói Chu Dương cũng đoán được, chắc cũng phải 80% thằng nhóc này là thầy cúng thần bí gì kia rồi.
Còn phía sau thầy cũng là ba anh em Hoàng Mao, phía sau nữa chính là những người dân làng chất phác. Những người dân làng đó rất hiền lành, không chỉ có thể nhìn thấy điều đó từ quần áo họ mặc, mà trong mắt của họ cũng rất thuần khiết. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn Chu Dương hiện lên vẻ hoảng sợ, tò mò, kinh hãi, lo lắng. Hiển nhiên bọn họ tò mò bởi vì không biết Chu Dương là người như thế nào, nhưng bọn họ lại cảm thấy lo lắng và sợ sệt khi nghe Chu Dương nói. Chê y thực tế, nếu một nhóm người đông như vậy đến đây, Chu Dương không thể nào không phát hiện ra được. Anh đã nhận ra điều này từ trước rồi, hơn nữa ở một mức độ lớn, anh cố tình nói vậy là để những người này nghe thấy. Thần linh chết tiệt gì cơ chứ, rõ ràng là đạo sĩ giang hồ lợi dụng thần linh để lừa gạt, đương nhiên Chu Dương sẽ thấy không vừa mắt khi nhìn những người như vậy. Tiện tay dạy dỗ một trận cũng là lẽ thường tình. Sao nào, bôi nhỏ thần linh của nhà ông rồi hả, Chu Dương quay đầu lại dùng ánh mắt dí dỏm nhìn tên thầy cúng rồi nói. Thật thú vị, mặc áo choàng đen giữa những ngày nắng nóng to như thế này, ông anh này sợ mình không bị say nắng sao? Rốt cuộc thần linh nhà ông trông như thế nào? Có muốn dẫn ra cho mọi người cùng xem một chút không? Chu Dương nói tiếp. Cái thứ thần linh này, đúng là kiểu nói chuyện không hề cảm thấy xấu hổ. Chu Dương là người đã từng trải nghiệm mọi chuyện, cho nên mới là người có tư cách nhất để nói ra điều này. Điều mà con người nên tin tưởng nhất là chính con người. Đặc biệt là tên thầy cúng này, Chu Dương biết rằng bản thân ông ta cũng không tin vào thần linh. Lý do mà ông ta ở thôn này giả thần giả quỷ chỉ đơn giản là để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Để củng cố địa vị của mình, khiến người ta phải kính trọng khâm phục, vì để tạo ra một vẻ bề ngoài thu hút người khác, ông ta cố ý nói những điều như vậy để mọi người hoang mang. Nếu ông ta chỉ dựa vào thực lực của bản thân mình để buộc người khác phải nghe lời, vậy thì sau một thời gian trôi qua, chắc mọi người sẽ bất mãn và tìm cách trả đũa ông ta. Nhưng ông ta dùng danh nghĩa của thần linh khiến mọi người phải nghe theo, vậy thì đám người đó cũng không thể nói được gì, cũng sẽ không có bất mãn gì cả. Cho nên, thầy cúng nhất định phải bảo vệ danh nghĩa thần linh này của ông ta. Nhóc con, cậu đã bôi nhỏ thanh danh của thần linh, bây giờ cậu đã mắc phải tội chết rồi có biết hay không, đến giờ này rồi mà vẫn còn dám to tiếng, thật sự cho rằng thần linh không có chút uy lực nào phải không? Vậy ông để thần linh của nhà ông phát huy uy lực một chút xem nào. Chu Dương hơi bất lực nói, đúng vậy, tôi cho rằng thần linh của nhà ông là rác rưởi, hơn nữa tôi còn công khai nói như vậy đó, nếu ông ta cảm thấy không thoải mái, vậy thì ông để ông ta ra đây tát tôi hai cái thử xem. Nói nhảm nhí cái gì đó. Sắc mặt thầy cũng u ám nhìn chằm chằm Chu Dương một hồi. Ông ta không thể nhìn ra được thực lực thật sự trong người Chu Dương. Nói thật, sở dĩ ông ta tới đây là vì ba anh em Hoàng Mao tìm đến ông ta để kiện anh. Nói rằng chê y cơ thể của Chu Dương cũng có thể toát ra luồng khí của ma quỷ, khiến cả ba anh em bọn họ quỳ xuống một cách không thể giải thích được. Tên thầy cúng này nghe vậy liền hiểu ra, e rằng Chu Dương là người tu luyện. Nhưng ông ta không thể đoán ra cảnh giới cụ thể của Chu Dương, cho nên lúc này không dám hành động hấp tấp. Nhưng vào lúc này, ba anh em Hoàng Mao ở phía sau lại lên tiếng, nhóc con, đừng huênh hoang. Tên cặn bã như mày làm sao đủ trọng lượng để thần linh phát huy uy lực, nhưng chuyện đó cũng không thành vấn đề, thầy cúng của bọn tao nhất định sẽ đánh bại được mày. Thầy cúng chính là người phát ngôn của thần linh. Đúng vậy, mày cứ chờ chết đi, một tên cặn bã như mày hoàn toàn không cần phải để thần linh đích thân ra tay. Ánh mắt của Chu Dương trở nên lạnh lùng, luồng chân khí tản ra, nhìn về phía thầy cúng, ồ, là như vậy sao? Ông là người phát ngôn của thần linh à? Có thể đánh bại được tôi không? Cảm nhận được luồng uy lực đáng sợ tản ra chê y người Chu Dương, khuôn mặt già nua dưới áo choàng của thầy cúng đột nhiên thay đổi. Tuy rằng luồng khí tức của Chu Dương chỉ hơi tản ra, nhưng thầy cúng đã cảm nhận được, uy lực này còn mạnh hơn ông ta gấp hàng nghìn lần. Tên nhóc này thật mạnh mẽ. Thầy cúng lập tức hiểu rằng Chu Dương chắc chắn không phải là người mà ông ta có thể đối phó. Bây giờ ông ta đã là một tông sư võ giả. Ông ta vốn cho rằng chê y đời này có rất ít đối thủ, dù sao thì toàn bộ phương Đông, số lượng tông sư võ giả cũng chỉ có hơn 10.000 người, còn hoàng đế võ giả cũng chỉ hơn chục người mà thôi. Ông ta đã ẩn náu trong núi sâu rừng già, xác suất có thể gặp tông sư võ giả và hoàng đế võ giả khoảng bao nhiêu được chứ? Nhưng không ngờ hôm nay ông ta lại thực sự gặp phải anh. Chu Dương là một hoàng đế võ giả thật sự mạnh. Chiến đấu. Chắc chắn ông ta không phải là đối thủ của anh,
thầy cúng đang thầm tính toán nhanh chóng, nhưng nếu để ông ta dễ dàng từ bỏ địa vị thầy cúng này, ông ta cũng không cam lòng. Vì vậy sau khi suy nghĩ một hồi, ông ta lặng lẽ lui về phía sau một bước, biến mất vào trong đám người phía sau, trầm giọng nói, tên này dám ngỗ ngược với thần linh, mau đánh bại cậu ta cho tôi. Đánh chết đi, tôi vừa mới nhận được ý trời, bây giờ chính là lúc để các người biểu hiện đó. Thần linh đã che chở cho các người mấy chục năm, cũng đã đến lúc các người phải trả ơn cho thần linh rồi, tên nhóc ở trước mặt có thực lực rất mạnh, cậu ta chính là hóa thân của một con ác quỷ, cho nên các người rất có thể không đánh bại được cậu ta, nhưng các người cũng không cần phải sợ hãi. Thần sẽ bảo vệ cho các người chỉ cần liều mạng xông lên là được. Thầy cúng vừa nói vừa rút lui về phía sau, cuối cùng là lùi về tận phía sau đám dân làng. Ông già này thật đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng biết rõ bản thân không thể đánh lại anh, nhưng vẫn dụ dỗ dân làng liều mạng xông lên đánh Chu Dương. Bởi vì ông ta cũng đang đánh cược, ông ta đương nhiên biết dù cho toàn bộ đám dân làng này cùng lúc xông lên thì cũng không thể đụng đến một góc quần áo của Chu Dương, nhưng ông ta cảm thấy Chu Dương không phải là kẻ giết người vô tội. Giết hàng trăm dân làng không chớp mắt, hầu như không ai có thể làm được, vì vậy nếu tất cả những dân làng này liều mạng tấn công Chu Dương, thì chắc chắn Chu Dương sẽ gặp rắc rối. Nghe xong lời của thầy cúng, dân làng cũng hơi do dự. Nhưng cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của ba anh em Hoàng Mao, bọn họ liền lao thẳng về phía Chu Dương. Chu Dương hơi chấn động, anh muốn trấn áp đám dân làng này, nhưng đúng vào lúc này, Vũ Hành Tôn ở một bên lo lắng kéo mép áo của Chu Dương. Chu Dương cảm thấy mềm lòng. Đàn áp những người dân làng này vì anh không thèm để ý đến bọn họ. Đàn áp chính là phương pháp giải quyết gọn gẽ nhất. Nhưng anh chợt nghĩ đến Vũ Hành Tôn, người được coi là ân nhân của Chu Dương, và cũng là một thành phần của ngôi làng này. Chu Dương biết rằng nếu định trả ơn Vũ Hành Tôn, hành động tốt nhất bây giờ không nên đàn áp những người dân làng này, mà là giúp họ thoát khỏi tầm kiểm soát của thầy cúng. Cũng không phải là thẳng thừng giết chết thầy cúng, mà là phải cố gắng khiến cho bọn họ hiểu ra rằng tên thầy cúng này của bọn họ chính là kẻ dối trá. Rồi sau đó sẽ xử lý thầy cúng là xong. Chương 1175, phong tục. Nghĩ đến đây, Chu Dương loại bỏ suy nghĩ muốn dùng uy lực để đàn áp. Anh để cho dân làng xông lên, sau đó cùng Thẩm Bích Quân chủ động giơ hai tay lên. Được rồi, bây giờ chúng tôi đã chịu thua, các người muốn phạt chúng tôi như thế nào? Chu Dương vừa nhìn xung quanh vừa hỏi. Dân làng không trả lời, vì bọn họ không giỏi trừng phạt người ta lắm. Những người dân làng thậm chí còn chưa kịp làm hại Chu Dương, bọn họ xôn xao quay đầu về phía thầy cúng. Lúc này thầy cúng mới bước tới với một nụ cười đầy mỉa mai, chậc chậc, tôi thực sự không ngờ rằng cậu lại dễ dàng từ bỏ cuộc như vậy. Bởi vì tôi không giống ông, cũng không lấy tính mạng của người thường ra để thay thế, Chu Dương lạnh lùng nói. Cậu nói gì, giọng điệu của thầy cúng hơi ca yêu ta siết động, những gì tôi làm đều là ý của thần linh. Thật sao, Chu Dương nhướng mày, không phải anh nói tôi là hóa thân của ác quỷ sao? Nhưng cho tới bây giờ, tôi không hề làm hại bất kỳ người dân làng nào. Hừ, chỉ là cậu đang giả bộ thôi, đừng tưởng rằng tôi không biết, thầy cúng nói, để ngăn cản cậu chạy thoát, bây giờ tôi sẽ dùng dây trói cậu lại, đừng có giãy giụa. Chu Dương hờ hững nhún vai, những sợi dây như vậy sao có thể trói chặt anh được? Đừng nói là anh. Cho dù là tông sư võ giả hay hoàng đế võ giả bình thường cũng không thể bị loại dây thường tầm thường này khống chế. Nhưng phải thừa nhận rằng tên thầy cúng này ít nhiều cũng có thực lực. Ông ta mang ra một sợi dây thừng và một vài chiếc gồng xiềng gỗ. Sợi dây chỉ trói Chu Dương như để tượng trưng mà thôi, thứ quan trọng nhất chính là gồng xiềng gỗ. Chê y chiếc gồng xiềng gỗ có gai nhọn, vừa vặn sẽ đâm vào huyệt đạo chê y cơ thể của Chu Dương. Những huyệt đạo này có thể phong tỏa và trấn áp năng lượng chân khí của người tu luyện, ép Chu Dương trở thành người thường. Cũng khá thú vị, Chu Dương thoải mái cử động thân thể, theo lý thuyết thì chiếc gồng xiềng này quả thực có thể trấn áp người tu luyện trở thành người thường. Nhưng ông cũng nên nhìn xem trình độ của từng người tu luyện đó như thế nào chứ. Đoán chừng hoàng đế võ giả bình thường thì đã hơi khó trấn áp rồi, chứ đừng nói tới trình độ của một tiên sư hiểu rõ quy luật của đất trời. Chắc là tên thầy cúng này còn chưa tiếp xúc với người tu luyện trình độ tiên sư, cho nên ông ta cảm thấy xiềng xích bằng gỗ của ông ta có thể vô địch thiên hạ. Nhưng thứ này đặt ở trên y người Chu Dương, chỉ giống như gãi ngứa mà thôi, giống như quàng cổ một cái vỏ nhựa,
ngoại trừ có hơi kỳ quặc một chút thì mọi thứ vẫn đều rất ổn. Hừ, để tôi xem bây giờ cậu phản kháng lại như nào, tên thầy cũng hài lòng khịt mũi một cái. Chu Dương nhún vai, tỏ ý không có gì để nói. Đôi khi thể hiện sự yếu kém thực ra là một phương tiện khiến đối phương thể hiện mặt xấu của họ. Vậy anh định xử lý tôi như thế nào, Chu Dương hỏi. Cậu, thầy cũng nhìn chằm chằm Chu Dương một hồi, như suy nghĩ điều gì đó, sau đó hạ thấp giọng nói, yên tâm đi, sau này nếu cậu không làm tay sai cho tôi, vậy thì cậu nhất định sẽ chết rất thảm. Nhưng người như cậu, tôi cũng biết cậu mạnh hơn tôi, cho nên dù cậu có muốn làm tay sai của tôi, thì việc đó tôi cũng phải cân nhắc một chút xem có nên nhận cậu hay không. Nói xong, thầy cũng lại nở nụ cười đầy u ám. Chu Dương không nói gì, thầy cũng lặng lẽ đưa ngón tay giữa chỉ thẳng về phía anh, sau đó lại lùi về phía sau, lùi vào trong đám người rồi lớn tiếng nói, chuyện đã làm rõ rồi, người đàn ông này không phải là hóa thân của ác quỷ, cậu ta chỉ là bị nhập vào cơ thể và bị giày vò mà thôi. Ác quỷ thực sự đang ở chê y người phụ nữ này. Thầy cũng nhỉ vào Thẩm Bích Quân, hãy mang người phụ nữ này về phòng của tôi sẽ khai sáng cho cô ta, xua đuổi tà ma. Khai sáng, xua đuổi tà ma. E rằng không ai là không biết hai câu này nghĩa là gì. Ánh mắt của Chu Dương trở nên lạnh lùng. Nếu đám người này dám nhằm vào Thẩm Bích Quân, vậy thì có lẽ anh sẽ không làm theo quy trình nữa. Nên đàn áp thì sẽ đàn áp, nên dạy dỗ thì sẽ dạy dỗ. Đùa gì chứ? Làm theo quy trình, để lột trần thân phận thật sự của thầy cúng trước, khiến những người dân làng này tìm ra sự thật, nói trắng ra chính là bởi vì Chu Dương tốt bụng. Nhưng nếu Thẩm Bích Quân bị tổn thương vì lòng tốt của anh, vậy thì anh sẽ từ bỏ lòng tốt. Này, tôi nói này, các người chắc không phải là không hiểu ý của cái tên thầy cúng đó chứ, Chu Dương lạnh lùng nói, là muốn đưa bạn của tôi về phòng của ông ta để khai sáng xua đuổi tà ma sao? Ông ta làm chuyện như thế này. Các người cũng muốn giúp ông ta sao? Thầy cũng không tự mình làm việc đó, ông ta đã lùi về phía sau, để cho đám dân làng này đi đến bắt Thẩm Bích Quân. Những lời Chu Dương nói chính là đang nói với đám dân làng này. Nhóc con, điều này cũng không thể trách thầy cũng được, đây đều là tập tục ở chỗ chúng tôi, Vũ Hành Tôn lên tiếng. Tất cả mọi người đều biết thầy cũng đưa Thẩm Bích Quân vào phòng là để làm gì, nhưng bọn họ lại không hề khó chịu. Thực tế thì trong ngôi làng của bộ tộc này, luôn có một phong tục, hơn nữa bọn họ luôn tin tưởng vào vị thần linh này hàng nghìn năm nay. Chỉ là thầy cúng của các thế hệ trước không làm gì cả, bọn họ cũng không thể làm cho thần linh xuất hiện. Nhưng cho dù có như vậy, thì mọi người vẫn tin vào thần linh. Một trong những phong tục quan trọng nhất là khi một phụ nữ trong làng bị ma quỷ ám lên người, đều phải để tên thầy cúng có thể trao đổi với thần linh này khai sáng trừ tà cho người phụ nữ đó. Đây là một phong tục đã được lưu truyền hàng nghìn năm. Đặc biệt là thầy cúng thế hệ này lại là người vô cùng mạnh mẽ, có thể làm được nhiều việc mà người thường không làm được, thậm chí còn thực sự khiến thần linh xuất hiện, cho nên hầu hết dân làng đều gần như tín ngưỡng vị thầy cúng này một cách điên cuồng. Tên thầy cúng này đã ở trong thôn này hơn 20 năm, hơn 20 năm qua đã có rất nhiều người phụ nữ bị ông ta bắt giữ để trừ tà, bọn họ đều là những người phụ nữ trẻ đẹp trong làng. Kể ra thì đúng là rất kỳ lạ, hình như những người phụ nữ đẹp đều dễ bị ma quỷ ám vào. Nói tóm lại chỉ cần thầy cúng tuyên bố rằng những người phụ nữ đó đều bị ma quỷ ám thì chính là bị quỷ ám, hơn nữa trong nhà hoặc chê y người của những người phụ nữ đó, đúng là có xảy ra những chuyện mà người thường không thể giải thích được. Nhưng sau khi bị thầy cúng trừ tà xong, những người phụ nữ đó mới thực sự trở lại bình thường. Chỉ là có những người phụ nữ rất xinh đẹp thì lại bị ma quỷ ám thường xuyên. Sau đó bọn họ được trừ tà thêm lần nữa là xong. Tóm lại mỗi lần làm trừ tà như vậy thì đều thấy có tác dụng, cho nên hầu như tất cả dân làng đều tin tưởng vào cách làm này. Vì vậy thầy cũng muốn trừ tà cho Thẩm Bích Quân, mọi người đều cảm thấy chuyện này rất cần thiết. Cho nên có một vài thanh niên khỏe mạnh đã thật sự đi về phía Thẩm Bích Quân. Lúc này Thẩm Bích Quân rốt cuộc cũng lộ ra vẻ kinh hãi nhìn Chu Dương. Cô không thể mất đi thứ quý giá nhất của bản thân ở một nơi như vậy. Đặc biệt là cho cái tên thầy cúng ghê tởm đó, dù thế nào cũng không được. Chu Dương vội vàng nói, dừng tay. Tôi không phải phản đối phong tục của các người, nhưng tôi muốn nói rằng, các tên thầy cúng này của các người chỉ là giả mà thôi. Chương 1176, đấu trí với thầy cúng. Chu Dương không dám bác bỏ tập tục của ngôi làng này.
cũng không thể nói là không dám, chỉ là anh không muốn xảy ra xung đột với những người dân trong làng. Tuy rằng phát sinh xung đột thì người chịu thiệt nhất định sẽ là dân làng, nhưng đối với Chu Dương mà nói, mấy chuyện này không quan trọng, anh đứng ở vị trí quá cao rồi. Những gì anh nhìn đến, đã không còn chỉ là lợi ích của riêng mình nữa, mà đã đạt đến trình độ có thể suy nghĩ vì tất cả mọi người. Mặc dù anh biết, tập tục này rất vớ vẩn, tám phần là ngày trước mấy thầy cúng đó lừa gạt dân làng này, nhưng ấn tượng này truyền từ đời này qua đời khác, đã ăn sâu bén rễ vào tâm trí người dân ở đây. Nếu Chu Dương trực tiếp bác bỏ tập tục của bọn họ, rất dễ khơi dậy sự phản cảm từ họ, đến khi ấy càng thêm tốn công giải thích, rất dễ xảy ra xung đột. Trường hợp xảy ra xung đột, Chu Dương sẽ làm ra chuyện gì, ngay cả bản thân anh cũng không dám đảm bảo. Vì vậy anh không hề bác bỏ tập tục, mà xuống tay từ tên thầy cúng. Nghe đây, thầy cúng này của các người mới là hóa thân của ác quỷ, Chu Dương lớn tiếng nói. Dân làng đều sửng sốt trong chốc lát, nhưng một lúc sau ánh mắt nhìn Chu Dương đã không còn thân thiện nữa. Thầy cúng đã sống ở ngôi làng này hơn 20 năm, mà Chu Dương thì sao? Anh chẳng qua chỉ là một người từ bên ngoài đến mà thôi. Anh dựa vào đâu, có tư cách gì phủ nhận thân phận của thầy cúng? Thầy cúng vẻ mặt u ám nói, cậu nhóc, đừng nói linh tinh, cậu phủ nhận thân phận của tôi, cũng là biểu hiện bất kính với thần linh. Cẩn thận sẽ tội càng thêm tội đó. Tội càng thêm tội, Chu Dương cười chế nhạo, được, ông nói ông là người phát ngôn của thần linh, vậy ông chứng minh đi, chúng ta cùng so tài để xem thử, rốt cuộc là thần linh đứng về phía ai. Thân phận của tôi còn cần phải chứng minh sao? Tất cả mọi người đều có thể chứng nhận tôi là người phát ngôn của thần linh, bởi vì chê y người tôi có sức mạnh của thần, thầy cúng nói, tôi cần gì phải so tài với cậu. Là không cần thiết, hay là không dám, khóe miệng Chu Dương khẽ nhếch lên, ông có thể kết nối với thần linh của ông một chút, hỏi xem hôm nay có mưa hay không. Hôm nay mưa hay không, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời trong xanh nắng đẹp thế này sao mà mưa được. Tuy bây giờ đang là tháng 4. Đã có kiểu thời tiết thay đổi thất thường sớm nắng chiều mưa rồi, nhưng trời xanh nắng đẹp thế này cũng không thể nói mưa là mưa ngay được. Ít nhất cũng cần mấy tiếng có dấu hiệu trước mới đúng. Mà thầy cũng hơi sửng sốt, ông ta suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra liếc nhìn dự báo thời tiết, sau đó khẳng định, sẽ không mưa, nếu có ít nhất cũng phải 3 ngày nữa. Ông chắc chứ, Chu Dương mỉm cười đầy ẩn ý, đây là đáp án ông nhận được sau khi giao tiếp cùng thần linh à. Đúng vậy. Đây chính là đáp án thần linh cho tôi, thầy cúng hết sức tự tin nói. Ông ta là người duy nhất trong làng này dùng điện thoại di động. Trước đây, ông ta có thể dự đoán thời tiết, thực tế là nhờ vào thủ đoạn này, đây cũng là một trong những lý do khiến dân làng tin tưởng vào ông ta. Ngày trời xanh nắng đẹp thế này, lại có thêm đáp án từ dự báo thời tiết, thầy cúng vô cùng chắc chắn, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn gần đây sẽ không mưa. Tất cả mọi người cũng chậm rãi gật đầu. Cảm thấy lời của thầy cũng nói rất có lý. Là vậy à, nhưng hình như thần linh của ông không bằng lòng cho ông thể diện, Chu Dương mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời đi. Không, không thể nào. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Mới giây trước vẫn còn đang nắng to mà. Sẽ không phải là thần linh hiển linh thật chứ? Mọi người thi nhau hô hoán. Bởi vì vào lúc Chu Dương dứt lời, bầu trời đột nhiên u ám, hàng loạt mây đen nhanh chóng tụ lại. Chỉ trong chốc lát, bầu trời bị mây đen dày đặc bao phủ, tựa như toàn bộ khoảng trời sắp sụp xuống. Dường như một giây sau, sẽ có một trận mưa tầm tã. Bây giờ, ông còn gì để nói không, Chu Dương hỏi. Thầy cũng kinh ngạc đến ngu người. Không phải chứ, sao có thể thế được, không lẽ đây là thủ đoạn của Chu Dương? Nhưng ông ta là một tông sư võ giả, trước nay cũng chưa từng nghe nói có người tu luyện nào có bản lĩnh thông thiên như vậy. Dù ông ta là hoàng đế võ giả đi nữa, cũng không cần phải khoa trương đến vậy đi. Hô mưa gọi gió, trò này nghe ra thì chỉ tiên sư mới có bản lĩnh này. Không lẽ Chu Dương này là một tiên sư? Không, không thể nào, thầy cũng nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này. Nếu Chu Dương là một tiên sư, căn bản đâu cần ở đây so đo với ông ta. Hơn nữa, ông ta cũng biết chê y thế gian này, tiên sư có tồn tại. Vậy thì có thể là trùng hợp thôi. Tên nhóc này thật may mắn. Thầy cũng nói, ha ha, bầu trời u ám thật đấy, hóa ra là vậy, ban nãy tôi liên lạc cùng thần linh hỏi ngài có mưa hay không, mặc dù ngài cho tôi đáp án là không mưa, nhưng chắc ngài đã hiểu lầm ý của tôi.
Thần linh tuy khẳng định hôm nay không mưa, nhưng là do vấn đề ban nãy tôi hỏi có hơi kỳ lạ, trong tiềm thức ngài cho rằng tôi không muốn ngài làm mưa, cho nên mới khiến cho trời quang mây tạnh. Đây hoàn toàn là minh chứng cho thấy tôi có thể giao tiếp cùng thần linh. Thầy cúng giơ cao tay và hô to, dân làng sững sờ trong giây lát, sau đó cũng giơ hai tay lên cao, thi nhau tán thưởng thực lực của thầy cúng quá mạnh. Được rồi, Chu Dương thở dài, hiện tại lại có chuyện gì đây? Ông tiếp tục nói đi. Ban nãy vẫn còn đang mây đen mù mịt phủ kín bầu trời, chớp mắt mây đã biến mất, trở lại quang cảnh trời xanh mây trắng như lúc trước. Đám đông đang reo hò, bỗng chốc ngưng lại. Đây, là chuyện gì vậy? Thầy cúng cũng sững sờ. Không phải chứ, không phải chứ, còn có thể chơi như vậy nữa hả? Cái này, là vì vừa nãy tôi không hỏi thần linh, thầy cúng lắp bắp. Bây giờ thì sao, Chu Dương không chờ ông ta nói xong, bầu trời lại tối sầm. Đây là vì, thầy cúng lại nghĩ lời giải thích. Đừng nói nữa, nhìn cho rõ rồi hãy nói, trời u ám lại biến thành trong xanh rồi. Thầy cúng thật sự hoảng sợ, khuôn mặt dưới áo choàng đen toát mồ hôi lạnh. Quá khoa trương rồi, nói Chu Dương làm ra chuyện này, ngay cả chính ông ta cũng không tin. Nhưng chê y thế gian này sao lại có bản lĩnh này được? Trò xiếc chê y bầu trời kia là có công tắc điều khiển sao anh lớn? Anh có chơi kiểu đó không vậy? Mà dân làng cũng hoàn toàn đờ đẫn. Đây chính là kỳ tích ngàn năm, không là kỳ tích vạn năm hiếm gặp. Theo lời Chu Dương nói, bầu trời liền từ âm u biến thành trời xanh nắng đẹp, chỉ trong thời gian vài nhịp thở. Hơn nữa còn có thể thay đổi qua lại nhiều lần. Nào, bây giờ giải thích giúp tôi xem. Đây là hiện tượng gì, thần linh nhà ông nói với ông thế nào, Chu Dương hỏi. Thầy cúng ngu người, trò này có thể giải thích được sao? Không thể giải thích nổi, cho dù là đứa ngốc cũng có thể nhìn ra sự thay đổi của bầu trời, hoàn toàn không liên quan gì đến ông ta, tất cả đều là bản lĩnh của Chu Dương. Chương 1177, đổ tội. Lúc này dân làng đã thận trọng hơn, tất cả đều nhìn chằm chằm vào thầy cúng với ánh mắt không mấy thiện cảm. Không lẽ thầy cúng thật sự không có bản lĩnh? Nhưng không nên như vậy chứ, 20 năm qua, thầy cúng đã tạo nên không ít kỳ tích. Vậy thì đây rốt cuộc là chuyện gì? Chê y thực tế hầu hết mọi người không muốn phủ nhận thân phận của thầy cúng, bọn họ chỉ hy vọng thầy cúng có thể đưa ra một lời giải thích. Dẫu sao, bọn họ cũng tin tưởng thầy cúng hơn Chu Dương. Mà thầy cúng cũng hiểu rõ điều này. Và lại ông ta cũng biết rõ, lần này mình gặp chướng ngại vật lớn. Chu Dương tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Có thể hô mưa gọi gió, ít nhất cũng là hoàng đế võ giả trở lên. Đánh với Chu Dương không thể giành được phần thắng, nhưng ông ta có thể thấy được, Chu Dương hình như rất kiêng kỵ ra tay với dân thường. Tuy rằng nhìn từ góc độ của thầy cúng, không thể hiểu nổi vì sao Chu Dương không ức hát yêu ta kẻ yếu, không ức hát yêu ta kẻ yếu, vậy cần thực lực để làm gì? Ông ta không thể hiểu nổi điều này. Nhưng không có nghĩa là ông ta không thể lợi dụng nó. Muốn bảo vệ tính mạng, nhất định phải bắt được lòng tin của dân làng. Tôi hiểu rồi, tên này là hóa thân của ác quỷ, hắn dùng ma thuật của phù thủy để đảo lộn trời đất, vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng kỳ quái ban nãy, thầy cúng chỉ vào Chu Dương, lớn tiếng nói, mọi người thử nghĩ xem, thời tiết vừa nãy là bình thường sao? Nếu là thần linh, sao có thể cho phép xuất hiện thời tiết như vậy? Thần linh quản lý trời đất. Nhất định vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không làm chuyện lộn xộn như vậy, thời tiết ban nãy toàn bộ đều do tên ác quỷ này tạo ra. Không thể không nói, tên này cũng có chút bản lĩnh. Trong lòng Chu Dương khẽ sao động, anh không ngờ thầy cúng này lại có thể nhanh trí phản ca yêu ta siết như vậy. Đầu tiên, bản lĩnh khiến thời tiết thay đổi vừa rồi là của Chu Dương, điều này không một ai nghi ngờ, ai cũng nhìn ra được. Vì vậy ông ta không bác bỏ điều này. Trao hết công lao cho Chu Dương, thừa nhận chuyện này không hề liên quan đến mình. Nhưng có năng lực không có nghĩa là chính nghĩa. Ông ta khôn ngoan tránh né quan điểm năng lực mạnh yếu, sau đó làm xáo trộn ý nghĩ về thân phận của Chu Dương, vu cáo Chu Dương là tà ma ngoại đạo. Đúng là một kẻ khốn nạn khôn ngoan. Những lời thầy cúng nói thật sự đã thành công đánh lừa đa số mọi người, ánh mắt bọn họ nhìn Chu Dương đều thay đổi. Chu Dương thở dài, các anh các chị à. Mấy người có thể có chút năng lực suy nghĩ được không? Ai nói cái gì thì chính là cái đó, làm người tốt cũng mệt mỏi thật. Ma quỷ, người còn gì để nói không? Tôi cảm thấy lời thầy cúng nói ban nãy vô cùng chính xác,
thần linh chân chính sẽ không làm loạn như vậy, lấy thời tiết ra làm trò đùa, một người dân làng nói, những người khác liền hùa theo. Chu Dương nhìn chằm chằm dân làng một lúc, cuối cùng từ bỏ đấu tranh. Thôi được, mấy người nói sao thì là vậy, tôi thừa nhận mình là yêu ma, hai vai anh khẽ rung lên, xiềng xích và dây thừng chê y người từ từ gỡ bỏ. Anh sải bước về phía trước, đến trước mặt dân làng, đến đây đi, nói cho tôi biết, yêu ma trong suy nghĩ của các người là thế nào, hoặc là nói, định nghĩa thần linh là gì. Tôi, người dân kia lắp bắp không nói nên lời, bởi vì khi đối diện với Chu Dương, anh ta cảm nhận được áp lực vô tận. Chu Dương không nhìn anh ta, mà quan sát tất cả mọi người, được, mấy người nói tôi là yêu ma đúng không? Nhưng tôi đã làm hại mấy người chưa? Anh giơ một ngón tay lên nhẹ nhàng vuốt xuống, một tia sấm sét xuất hiện từ không trung đánh đến chỗ thầy cúng đang run rẩy núp sau đám đông. Chiếc áo choàng đen cháy xém, lộ ra khuôn mặt bẩn thỉu xấu xí vốn có của thầy cúng, hơn nữa, làn da của ông ta bị cháy đen, lại càng thêm bẩn thỉu hèn mọn. Các người tin ông ta là người phát ngôn của thần linh sao? Nhưng ông ta có thể làm được gì? Chu Dương chỉ vào thầy cúng, kẻ này bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng. Sấm sét giữa trời quang có ý nghĩa gì? Không phải là để trừng trị kẻ xấu sao? Nếu ông ta thật sự là người phát ngôn của thần linh, tại sao không có thần linh đến giúp ông ta? Đối mặt với chất vấn của Chu Dương, không một ai có mặt ở đây có thể trả lời. Bởi vì lời Chu Dương nói quá có lý, bọn họ e là dù có vắt óc cũng hoàn toàn không nghĩ ra đáp án nào để giải thích. Thực lực của ông ta không bằng tôi, chuyện tôi có thể làm, ông ta dù giao tiếp với thần linh cũng không làm được. Hơn nữa, trước giờ tôi chưa từng làm hại mọi người, thậm chí khi mấy người định làm hại tôi và bạn của tôi cũng không phản kháng lại. Đây chính là yêu ma và thần linh trong mắt mấy người à? Ý nghĩa của thần linh chính là nhu nhược xấu xí, hèn hạ thâm độc, Chu Dương nói to. Từ thâm độc này không phải là dùng lung tung, bởi vì ban nãy Chu Dương ở chê y võ đài cũng nghe được không ít chuyện liên quan đến thầy cúng, tên khốn này quả thật là quá nhiều vết nhơ. Ông ta ngâm rất nhiều dân làng vào lồng heo, cũng thiêu chết và cướp bóc rất nhiều người xúc phạm đến ông ta, tóm lại, ông ta dựa vào danh nghĩa thần linh, sống khá thoải mái ở ngôi làng này, không ai được phép nói một câu khó nghe trước mặt ông ta. Trong mắt mấy người, thần linh là hình tượng như vậy sao? Chu Dương lại hỏi. Nếu là như vậy, các người nói cho tôi biết, các người thờ phụng thần linh có tác dụng gì? Giọng nói của Chu Dương chấn động, vang vọng thật sâu trong tâm trí từng người. Xiềng xích tư tưởng hàng ngàn năm, vào giờ phút này cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Đúng vậy, chết tiệt, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao bọn họ lại thờ phụng một kẻ thâm độc hèn hạ làm thần linh? Rõ ràng là chẳng làm được gì, hơn nữa bụng dạ còn xấu xa, mình cố gắng tin tưởng cái gì chứ? Trái lại, Chu Dương không chỉ ăn nói nhã nhặn, lại đối nhân xử thế ôn hòa, thực lực mạnh vô cùng, giơ tay là có thể hô mưa gọi gió, thứ đồ vật này mới chính là đại biểu cho thần linh đó. Hừ, nói sai rồi, Chu Dương không phải đồ vật, hình như cũng không đúng, mặc kệ đi, dù sao bây giờ trong mắt bọn họ, mỗi một hành động của Chu Dương đều biểu thị cho thần linh. Tôi hiểu rồi, ngài mới là thần linh chân chính, lần này ngài đến, là vì muốn giúp chúng tôi diệt trừ tà ma. Đúng đúng, ngài nhất định là thần linh, lần này ngài đến, chắc hẳn là để thử thách quyết tâm của chúng ta, thần linh đại nhân, bây giờ chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài. Chu Dương hơi cạn lời, không phải chứ anh trai, tôi không có ý này đâu. Tôi không muốn chơi trò thần linh với mấy người. Nhưng không kịp nữa rồi, tất cả mọi người đều cúi xuống vái lạy, tham kiến thần linh đại nhân. Chương 1178, trở về Đông Hải. Chu Dương rất muốn chửi thề, thật sự muốn bổ đầu những người này ra để xem thử bên trong chứa thứ gì. Nhưng anh vẫn kiềm chế được, thật ra cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút thì vẫn có thể hiểu hành vi của bọn họ. Suy cho cùng ngôi làng này tách biệt với thế giới bên ngoài, bọn họ chưa từng tiếp xúc với bất kỳ thứ gì liên quan đến khoa học kỹ thuật, trong quan niệm của họ vẫn luôn tin tưởng và thờ phụng thần linh. Lúc nhìn thấy hành động Chu Dương liền nhận định Chu Dương chính là thần linh. Chu Dương cũng chỉ có thể lựa chọn từng bước thay đổi suy nghĩ của họ. Đầu tiên, anh xử lý thầy cúng, phá hủy miếu thần. Sau đó, lại dùng thời gian 2 ngày để giải thích cho họ hiểu, chê y thế giới này không tồn tại thần linh, thứ tồn tại duy nhất chỉ là nhân loại mà thôi.
Đồng thời, anh cũng hướng dẫn cách tu hành cho Vũ Hành Tôn. Nhân phẩm của Vũ Hành Tôn đã trải qua khảo nghiệm, mà tuổi tác của ông ấy cũng khá cao, thông qua việc tu hành có thể kéo dài tuổi thọ. Chu Dương dặn Vũ Hành Tôn phải dạy lại cách tu hành cho những người trong làng, cứ như vậy, bọn họ sẽ không còn tin tưởng mù quáng vào những thứ như thần linh này nữa. Thật ra Chu Dương làm chuyện này cũng là vì cân nhắc toàn cục. Mặc dù anh đã đánh bại hóa thân đạo trời, nền văn minh siêu hình đã có thể tiếp tục phát triển. Nhưng nền văn minh siêu hình dù sao cũng là một nền văn minh đơn độc, Chu Dương cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng khiến nó khôi phục lại trạng thái lúc trước một lần nữa. Xung đột văn minh. Rất đơn giản, nhân loại cần phải tin tưởng vào nền văn minh khoa học, nếu Chu Dương gióng trống khua chiêng tuyên truyền văn minh siêu hình học, đồng thời cũng chứng minh văn minh siêu hình học mạnh mẽ, vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người chê y thế giới này tin vào siêu hình học, từ đó coi thường khoa học. Mà chê y thực tế thì không thể xem nhẹ khoa học được. Đây là một nền văn minh cũng rất mới và mạnh mẽ, hành trình của lịch sử chính là như vậy, nền văn minh trước sẽ bị văn minh kế tiếp thay thế. Cho nên Chu Dương đã nghĩ ra cách này. Vẫn phải để nền văn minh siêu hình học phát triển tiếp, nhưng không thể công khai truyền bá nó được. Do đó thôn làng tách biệt với thế giới bên ngoài này vừa vặn chính là lựa chọn tốt nhất. Để bọn họ lựa chọn tu hành, cũng sẽ không có xung đột gì với nền văn minh khoa học. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, mặc dù mọi người rất nhiệt tình giữ lại nhưng Chu Dương phải tạm biệt ngôi làng nhỏ này. Đặc biệt là Vũ Hành Tôn càng cảm động và lưu luyến, được Chu Dương tận tình hướng dẫn cách tu hành mấy ngày ngắn ngủi, ông ấy đã được người trong thôn coi là thầy cúng mới. Đương nhiên, chỉ là vị trí giống thầy cúng thôi chứ mọi người cũng không gọi Vũ Hành Tôn là thầy cúng nữa. Bởi vì người trong làng đã không tin chê y thế giới này có thần linh. Vũ Hành Tôn không ngờ hai người mà mình thuận tay cứu lại giúp thôn làng nhỏ này thay đổi nhiều đến vậy, cho nên ông ấy cực kỳ cai iota siết động. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không giữ được Chu Dương và Thẩm Bích Quân ở lại. Chu Dương và Thẩm Bích Quân quay về công ty Danh Dương ở thành phố Đông Hải. Mọi chuyện ở đây vẫn đang vận hành bình thường, chỉ có điều vị trí đội trưởng đội bảo vệ của công ty Danh Dương vẫn đang để trống. Đó là vị trí của Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên vĩnh viễn không về được nữa. Chu Dương trầm mặc, không chỉ Ngưu Xuyên không về được, mà Chu Minh, Hổ Gia và tất cả võ giả của Hứa Gia, Chu Gia cũng thế. Trận chiến lần này, hầu như tất cả mọi người Hứa Gia đều đã hy sinh, chỉ còn lại vài người kém cỏi. Những người này không đủ khả năng để làm được việc lớn, bây giờ tình hình của Hứa Gia và Chu Gia chắc chắn không mấy tốt đẹp. Chu Dương đang nghĩ. Có lẽ anh nên thu xếp mọi chuyện giúp bọn họ. Trước mắt, việc quan trọng nhất đối với Chu Dương là giải quyết chuyện của Thẩm Bích Quân. Anh và Thẩm Bích Quân đang ngồi trong phòng của đội trưởng đội bảo vệ, bỗng nhiên Lâm Tử Ngọc xông vào, Chu Dương, nghe nói anh đã trở về. Lâm Tử Ngọc hấp tấp xông vào, sau khi nhìn thấy Thẩm Bích Quân bên cạnh anh thì hơi sững sờ, cô ấy. Lâm Tử Ngọc sững sờ. Trong căn phòng này, lại có một cô gái có ngoại hình giống hệt mình. Đừng kinh ngạc, cô ấy chính là cô, hay nói đúng hơn, cô ấy vốn dĩ là cô, Chu Dương thản nhiên nói, tôi cũng từng nói với cô rồi đấy. Thế còn tôi, Lâm Tử Ngọc không biết nên nói gì. Bởi vì Chu Dương thật sự dẫn về một cô gái giống mình như đúc. Ngay lúc này, cô đã có thể xác định, những gì trước kia Chu Dương nói với mình, đều là thật. Cô chỉ là một kẻ giả mạo. Mà Thẩm Bích Quân mới là chủ tịch thật sự của công ty Danh Dương. Giờ khắc này, trong đầu Lâm Tử Ngọc là một mớ hỗn độn. Tiềm thức nói cho cô biết, tất cả những gì Chu Dương nói đều là thật. Nhưng lý trí lại không cho phép cô tiếp nhận sự thật này. Không thể tin nổi, vậy rốt cuộc Lâm Tử Ngọc là ai? Tựa như cô và Thẩm Bích Quân chỉ đổi tên cho nhau. Nhưng bây giờ Thẩm Bích Quân đang ngồi sờ sờ ở trước mặt, còn cô nên đi đâu về đâu? Anh định làm gì, Lâm Tử Ngọc cắn răng nói. Trả mọi thứ về chỗ cũ thôi, mặc dù tôi biết chuyện này rất không công bằng với cô, nhưng xin lỗi, người biến mọi chuyện thành ra thế này cũng không phải là tôi, Chu Dương bình tĩnh nói. Anh biết việc này là một việc vô cùng tàn nhẫn với Lâm Tử Ngọc. Nhưng biết làm sao đây, công ty Danh Dương là tâm huyết của Thẩm Bích Quân. Sau này để Lâm Tử Ngọc đi con đường riêng của mình vậy. Tin rằng với những kinh nghiệm của cô, tương lai sẽ phát triển nhanh chóng. Chu Dương hoàn toàn có thể nghĩ ra rất nhiều lý do cho việc Lâm Tử Ngọc từ bỏ công ty Danh Dương. Ví dụ như,
nói cô cảm thấy công ty Danh Dương đã không có tính khiêu chiến nữa, cô muốn tìm một thử thách mới, nên đã tặng công ty Danh Dương cho một cô gái có ngoại hình rất giống với cô là Thẩm Bích Quân. Đến lúc đó, toàn bộ công ty Danh Dương sẽ mở một bữa tiệc long trọng để chia tay cô, cứ như vậy, danh tiếng của cô sẽ nổi như cồn. Cô hoàn toàn có thể đi tới một tập đoàn lớn mạnh hơn để đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc nào đó, cuộc sống chắc chắn cũng sẽ tốt đẹp. Nói trắng ra, Chu Dương không thiếu tiền, có thể cho cô rất nhiều tiền, nhưng Lâm Tử Ngọc không phải là một phần trong cuộc sống của anh. Anh có thể cho Lâm Tử Ngọc rất nhiều tiền, nhưng bất luận thế nào, Lâm Tử Ngọc đều phải rời khỏi cuộc sống của anh. Lâm Tử Ngọc nhìn Chu Dương chằm chằm, sau đó lại nhìn sang Thẩm Bích Quân, cuối cùng nói, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần. Anh nói rất đúng, vốn dĩ tôi không liên quan gì đến cuộc sống của anh, do đó anh cũng không cần cảm thấy áy náy, tôi đi là được. Chu Dương nhìn Thẩm Bích Quân nhún vai, tỏ vẻ chuyện này anh cũng không để ý lắm, đi thì đi thôi. Nhưng Thẩm Bích Quân lại im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói, anh chắc chưa, Chu Dương. Ánh mắt lúc nãy của cô ấy, rất giống với tôi trước kia. Cô trước kia, Chu Dương hơi sững sờ, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Trước kia Thẩm Bích Quân bởi vì tuyệt vọng với Chu Dương, cho nên mới chủ động đi vào thế giới nhỏ, chấp nhận để cô gái có thể khống chế Hoàng đế tiên sư chiếm lấy cơ thể mình. Đêm hôm đó, Thẩm Bích Quân đứng ở cửa phòng làm việc nghe được cuộc điện thoại giữa Chu Dương và Tạ Linh Ngọc, sau đó cô cũng quay người rời đi với ánh mắt tuyệt vọng như thế. Chương 1179, người quen. Thẩm Bích Quân khá lo lắng cho trạng thái của Lâm Tử Ngọc. Chu Dương tỏ ra bất lực. Chứng kiến và trải qua quá nhiều chuyện, Chu Dương đã có cái nhìn rất thoáng đối với mấy chuyện này. Có một số việc, không thể cưỡng ép. Người sống ở đời, có được có mất. Quan trọng nhất là xác định thứ mình muốn, trong đầu mình nghĩ như thế nào, mục tiêu của cuộc đời mình là gì. Bây giờ đã Chu Dương hiểu rõ địa vị của mình, ví dụ như lúc trước anh giúp đỡ những người dân mù quáng ở trong ngôi làng kia. Nói cách khác, nếu như có thể, anh sẽ đứng góc độ của cả nhân loại để cân nhắc, trở thành một người tốt, trợ giúp người khác. Nhưng khi người bên cạnh mình bị thương tổn, anh cũng sẽ trợ giúp họ, nhưng tiền đề là việc đó đúng đắn, không hổ thẹn với lương tâm. Dù những hành động này, có thể sẽ tổn thương đến một vài người vô tội. Nhưng thương tổn của những người đó, cũng không phải Chu Dương gây ra. Ý nghĩa của nhân loại là gì? Đến bây giờ Chu Dương vẫn chưa hiểu được, vũ trụ rộng lớn như thế, có đủ chuyện kỳ lạ. Quần thể của nhân loại, đặt trong vũ trụ cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc. Thậm chí chỉ nói về trái đất này thôi, Chu Dương cũng không thể biết trước được hướng đi trong tương lai của nhân loại sẽ là như thế nào. Bây giờ anh đã biết, nền văn minh nhân loại thật ra là được một tâm thức sánh ngang với đạo trời từ thời kỳ cổ xưa phát triển tới bây giờ. Nhưng tình cảm, tư tưởng của nhân loại thì lại thuộc về chính họ. Nói cách khác, ngoại trừ trái tim nhiệt huyết đầy yêu thương của mình, tất cả những thứ chê y thế giới này, bao gồm lực lượng, vũ khí, hoặc tiền tài, thật ra đều không thuộc về mình. Văn minh nhân loại vẫn còn tiếp tục phát triển, trông có vẻ Chu Dương rất mạnh mẽ, nhưng trong bánh xe lịch sử, anh cũng chỉ là một cái ốc vít nho nhỏ mà thôi. Anh không thể làm được quá nhiều điều, chỉ có thể giữ vững lý tưởng, làm những chuyện khiến mình vui vẻ, để người bên cạnh mình hạnh phúc, chê y cơ sở này, có thể cống hiến nhiều cho xã hội. Chỉ thế thôi. Cho nên, anh không quan tâm sau này Lâm Tử Ngọc sẽ như thế nào, bây giờ anh còn có những chuyện khác phải làm, thu xếp cho Hứa gia, đồng thời trở lại Chu gia xử lý mọi chuyện nữa. Đến đây, Chu Dương cũng muốn tạm biệt Thẩm Bích Quân. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Thẩm Bích Quân hỏi. Có lẽ có, Chu Dương mỉm cười, yên tâm đi, tôi sẽ không quên cô đâu. Không quên thì có thể làm gì, dù sao thì tôi mãi mãi không có được anh, Thẩm Bích Quân oán trách. Chu Dương lắc đầu, anh có tình cảm rất sâu nặng với Thẩm Bích Quân. Nhưng anh càng không thể phản bội Tạ Linh Ngọc. Chê y cơ sở này này, chuyện gì có thể khiến Thẩm Bích Quân vui vẻ hơn một chút anh đều có thể thử một lần. Biết đâu sau này cô sẽ gặp được một người cô yêu thật lòng, Chu Dương nói đùa nói. Thẩm Bích Quân hơi sừng sốt, cũng cười theo và gật đầu nói, đúng thế, cóc ba chân mới khó tìm, chứ đàn ông thì thiếu gì. Nhanh thôi, tôi sẽ tìm được một người khác, sau đó quên anh luôn. Đương nhiên, câu nói này chỉ vui đùa thôi, trong lòng Chu Dương và Thẩm Bích Quân đều hiểu rõ, Thẩm Bích Quân mãi mãi không quên được Chu Dương.
Chu Dương cũng không biết hai người có thể đến với nhau được hay không, nhưng trước mắt, anh vẫn không muốn phản bội Tạ Linh Ngọc, anh muốn giữ sự chung thủy với cô ấy. Sau khi tạm biệt Thẩm Bích Quân, nơi đầu tiên Chu Dương đến là Tô Gia và Tôn Gia. Mặc dù tông sư võ giả của hai gia tộc này không còn nữa, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn với hai gia tộc này. Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn đều là những tinh anh chê y thương trường, lại thêm bản thân bọn họ đã có được thực lực kinh tế mạnh mẽ ở thành phố Đông Hải, cho nên bây giờ bọn họ vẫn duy trì được địa vị của gia tộc hạng nhất. Thấy Chu Dương trở về, hai người họ cũng rất bất ngờ. Chu tiên sinh, cậu, Tô Thế Minh muốn nói gì đó? Không cần nói nhiều đâu, lần này tôi đến chỉ có một chuyện, Chu Dương nói. Tông sư võ giả của gia tộc các ông đã mãi mãi không về được, bao gồm cả Ngưu Xuyên, còn có Hổ gia, thậm chí tất cả võ giả của Hứa gia, tất cả đều đã hy sinh rồi. Sao lại thế này, Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn cũng chỉ là người phàm, họ không biết gì về chuyện xảy ra ở thế giới nhỏ. Chu Dương tiếp tục nói, chuyện này là thật, chỉ còn mình tôi còn sống sót. Bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu, mặc dù Hứa gia đã lâm vào con đường cùng, nhưng tôi hy vọng hai nhà các ông có thể duy trì Hứa gia là gia tộc hạng nhất Đông Hải như cũ, địa vị gia tộc ẩn giật của họ không bị thay đổi. Hỗ trợ Hứa gia về mặt kinh tế, đồng thời các ông cũng phải trợ giúp Hứa gia bồi dưỡng đời sau, bảo đảm gia tộc này có thể mãi mãi phát triển tiếp, đồng thời một lần nữa phát triển rực rỡ. Nếu như các ông không hỗ trợ thì tôi chỉ có thể tự mình làm, chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ giúp Hứa gia trở lại thời kỳ đỉnh cao. Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn đều đồng ý chuyện này. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám giở trò. Bây giờ trong mắt bọn họ, Chu Dương có thể làm được mọi chuyện chê y đời. Dù sao bọn họ và Chu Dương cũng đã có tình nghĩa sống chết có nhau, những chuyện Chu Dương nhờ vả, cho dù không có lợi ích gì, bọn họ cũng sẽ gắng hết sức để hoàn thành. Chu Dương dẫn hai người họ đến Hứa gia, lúc nhìn mấy người còn sót lại của Hứa gia, anh cũng rất đau lòng. Nhưng anh im lặng, chuyện này đã không thể nào thay đổi được, nói nhiều cũng chỉ thế thôi. Sau khi làm xong chuyện này, Chu Dương tới thủ đô. Chu gia ở thủ đô. Chu Dương bùi ngùi đứng trước cổng Chu gia. Trước đây không lâu, nơi này vẫn là gia tộc hạng nhất ở phương Đông, thực lực mạnh mẽ khiến hàng chục nghìn người phải kính sợ, nhưng trong vòng một đêm, lại trở thành một gia tộc chỉ còn cái vỏ rỗng. Hình như Chu gia đã xảy ra chuyện gì đó, Chu Dương hơi nhíu mày, bước qua cánh cổng của Chu gia. Trong nhà hỗn loạn như bị người nào đập phá cướp bóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Dương có dự cảm không tốt, anh chạy vội về phía phòng của mẹ mình. Là ai làm, nếu mẹ anh có mệnh hệ gì, Chu Dương không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Chu Dương đập vỡ cửa phòng, người ở bên trong giật nảy mình. Lúc thấy rõ người tới là Chu Dương, người ở bên trong mới mừng rỡ reo lên. Chu Dương, là anh sao, anh đã trở về rồi, Tạ Linh Ngọc nói. Thằng nhóc thối tha. Rốt cuộc mày đưa bọn tao tới chỗ quái quỷ nào thế này? Chẳng phải mày nói cái gì mà gia tộc giàu có à? Sao lại biến thành thế này rồi? Cậu đúng là đồ vô dụng, bà Tạ nói tiếp. Mẹ của Chu Dương dùng ánh mắt mừng rỡ nhìn anh. Chương 1180, hôn lễ. Trong phòng chỉ có ba người bọn họ, khi Chu Dương xông vào, bọn họ dường như đang ôm nhau run rẩy. Nhìn thấy Chu Dương bước vào, Tạ Linh Ngọc rất phấn khích. Bà Tạ thì phàn nàn còn bà Chu cảm thấy rất được an ủi. Chu Dương hiểu được Chu gia hẳn là đã xảy ra chuyện gì, anh trầm giọng hỏi, chuyện gì vậy? Biểu hiện của Tạ Linh Ngọc rõ ràng nhất, cô nói với Chu Dương rằng không lâu sau khi Chu Dương rời đi, không biết từ đâu xuất hiện một tiên sư tự xưng là tổ tiên của Chu gia, lấy đi tất cả thế lực của Chu gia, không biết đã đưa đi đâu mất. Đột nhiên, toàn bộ Chu gia trở nên vắng tanh. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Bởi vì các võ giả về cơ bản không quản lý công việc kinh doanh của gia đình cho lắm, nên tài sản của Chu gia vẫn vận hành và rất ổn định. Có điều chỉ vài ngày trước, người của ba gia tộc lớn là gia tộc Độc Cô gia, Đệ Ngũ gia và Thương gia đột nhiên đưa người xông vào, lục soát toàn bộ Chu gia, và bắt những người đàn ông còn lại của Chu gia cùng những người đàn ông phụ trách công ty. Dưới sự bảo vệ của Chu gia, ba người bọn họ mới còn sống được. Người của ba gia tộc lớn rất độc đoán. Nhưng người của Chu gia thể hiện rằng dù thế nào cũng không được động vào ba người phụ nữ mà Chu Dương đã đưa đến đây. Nếu như bọn họ dám động vào, Chu gia chắc chắn sẽ quyết một phen sống mái với họ. Nghe vậy, Chu Dương cảm thấy hơi cảm động.
Ba gia tộc lớn sao? Chu Dương suy tư một lúc, bọn họ hẳn là nhận được một tin tức nào đó. Lại nói, trong trận chiến siêu cấp giữa nền văn minh và đạo trời lần này, bên chịu tổn thất lớn nhất thực ra chính là Hứa gia. Tuy nhiên, mặc dù Hứa gia đã hết thời, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Chu Dương cũng không phát hiện ra có ai đến tìm Hứa gia gây phiền phức. Lý do rất đơn giản, có rất ít gia tộc biết được người trong thế giới nhỏ đã tử trận hết. Nói cách khác, tuy rằng Chu gia đã thất thế nhưng không ai biết chuyện này cả. Nếu ba gia tộc lớn dám đến Chu gia gây sự, thì có lẽ họ đã biết được tin tức thế giới nhỏ đã bị xóa sổ rồi. Nhưng làm thế nào họ biết được tin này? Chu Dương không mất nhiều thời gian để hình dung ra. Vì ba gia tộc lớn đã sản sinh ra rất nhiều tiên sư, các tiên sư đó của họ đều là bài vị linh hồn trong gia tộc. Sau đó, các bài vị linh hồn của ba gia tộc lớn bị vỡ vụn nên họ nhận ra một số vấn đề. Sau khi tìm hiểu, họ biết được rằng tất cả các tiên sư của Chu gia cũng đã ngã xuống, ngay cả các tiên sư cũng đã ngã xuống, vậy liệu những người được đưa đến từ thế tục này có còn sống nổi không? Vì vậy họ suy ra rằng toàn liên quân võ đạo đã bị xóa sổ, kể cả Chu Dương. Bởi vì nếu Chu Dương không chết, liên quân võ đạo sẽ không đến mức bị tận diệt, chắc chắn anh sẽ cứu được một vài người. Đây là lý do tại sao họ có hành động chống lại Chu gia. Lúc trước Chu Dương dùng vũ lực mới trấn áp được bọn họ. Nhưng hiện giờ, thế lực của bốn gia tộc lớn đều đã cân bằng, ba gia tộc lớn liên thủ hạ gục Chu gia là chuyện đơn giản hơn bao giờ hết. Lông mày Chu Dương khẽ cau lại, nhưng anh cũng không quá tức giận, bởi vì chuyện nhỏ này khó có thể lay động tâm can của anh. Nhưng vẫn cần phải dạy cho những gia đình này một bài học. Đồ phế vật như mày, mày nói xem đây rốt cuộc là chuyện gì, không phải là gia tộc siêu giàu sao? Không phải là gia tộc hạng nhất ở phương Đông ư, tại sao chỉ qua một đêm lại thành ra thế này, lúc này, bà Tạ lại bắt đầu than thở. Bà ta chính là người như vậy, nếu Chu Dương tỏ ra giàu có thì bà ta sẽ quỳ xuống Liêu Ta Gót, nếu phát hiện Chu Dương thất thế thì nhất định sẽ là người đầu tiên nhảy ra chế nhạo. Chu Dương liếc bà ta một cái, không thèm quan tâm đến bà ta mà chỉ lạnh lùng nói, yên tâm đi, tôi sẽ không đối xử tệ với bà. Linh Ngọc kết hôn với tôi. Tôi cũng sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Chu Dương đột nhiên nhìn Linh Ngọc, phải rồi, không phải anh còn nợ em một hôn lễ hay sao? Năm đó khi hai người kết hôn, Chu Dương là người ở rể, căn bản không có tổ chức hôn lễ gì cả, bởi vì Chu Dương là người được gả, đến Tạ gia. Đó là lý do tại sao Chu Dương nói như vậy. Tạ Linh Ngọc hơi ngẩn ra, giờ là lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng lo chuyện này? Chuyện cưới xin không quan trọng đâu, có thể ở bên anh là em đã rất hạnh phúc rồi. Anh đừng nghe mẹ em nói linh tinh, vẫn nên nhanh chóng tìm cách giải cứu người của Chu gia thì hơn. Tạ Linh Ngọc đã yêu Chu Dương, mối quan hệ giữa hai người đã thẳng thắn rõ ràng. Cho nên đối với Chu Dương, Tạ Linh Ngọc không hề khách sáo, cô cũng không quan tâm Chu Dương có thể cho cô những thứ gây sốc gì, cô chỉ mong gia đình có thể sống yên ổn, ổn định. Như vậy sao được? Những thứ anh nên làm thì anh vẫn phải làm, Chu Dương mỉm cười xoay người rời đi. Anh định làm gì? Tạ Linh Ngọc hỏi với phía sau lưng anh. Gửi thiệp mời, Chu Dương không quay đầu lại nói. Ba gia tộc lớn đều đang run rẩy. Bọn họ trăm tính ngàn tính, nhưng điều mà bọn họ không ngờ tới là Chu Dương vẫn còn sống. Cơn ác mộng kinh hoàng nhất của họ lại không mảy may hề hấn gì. Tất cả quyền lực của ba gia tộc lớn của họ đều đã suy tàn. Nhưng sức chiến đấu tối cao của Chu gia vẫn tồn tại nguyên vẹn. Làm thế nào để chơi tiếp đây? Hơn nữa điều quan trọng nhất là họ vừa bắt trói người của Chu gia và hiện đang bàn bạc cách phân chia tài sản của Chu gia. Những người Chu gia bị bọn họ bắt trói ném sang một bên, bị tra tấn bầm dập, trong hoàn cảnh đó, Chu Dương đã đến. Chu tiên sinh, gia chủ đệ ngũ run rẩy nói. Đã lâu không gặp, gia chủ đệ ngũ, Chu Dương híp mắt. Sau đó nhìn về phía gia chủ Độc Cô gia và gia chủ Thương gia đứng phía sau ông ta, các người được lắm. Không, không, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, gia chủ đệ ngũ lập tức nói. Tôi còn chưa nói gì, ông đã biết là hiểu lầm sao, giọng điệu Chu Dương chế nhạo hỏi. Những người Chu gia bị ba gia tộc lớn tra tấn kia lập tức trở nên cai yêu ta xiết động khi thấy Chu Dương tới. Các người nói thử xem, các người đã hiểu lầm chỗ nào. Gia chủ đệ ngũ nhìn thấy sự tình, cũng không vòng vo, lập tức đi tới cởi trói cho người của Chu gia,
sau đó nói với Chu Dương, Chu tiên sinh, thực xin lỗi, chúng tôi không nên bắt trói người của Chu gia. Chu Dương nhún vai, vậy rồi sao? Các người chỉ muốn nói xin lỗi với tôi thôi sao? Chuyện như thế này làm sao có thể dùng một câu xin lỗi là giải quyết êm xuôi cho được? Lúc này, một người của Chu gia tiến lên, hỏi Chu Dương, thiếu gia, tôi có thể đập mấy lão chết dẫm này được không? Bọn họ thực sự quá đáng ghét rồi. Chu Dương gật đầu, làm gì cũng được, chỉ cần đừng để bản thân phải chịu uất ức, đánh hay không, hoặc là muốn đánh như thế nào, chỉ cần mọi người trút được cơn giận của mình là được. Nghe vậy, người của Chu gia đâu cần khách sáo nữa. Họ trả lại tất cả các thủ đoạn mà ba gia tộc lớn đã sử dụng để tra tấn họ gấp hàng chục lần. Còn Chu Dương chỉ lặng lẽ ở bên cạnh đứng nhìn, rồi nói với ba gia chủ đang bị đánh kia, thật ra hôm nay tôi tới đây, chủ yếu là muốn mời ba gia chủ các ông, ba ngày nữa tôi sẽ kết hôn, hy vọng ba vị có thể nể mặt tôi. Chương 1181, kết. Nể mặt, câu này rốt cuộc là có ý gì? Không ai biết, Chu Dương cũng không nói ra, tất cả đều để tự ba gia chủ của ba gia tộc lớn tự mình lĩnh hội. Chu Dương đã gửi thiệp đi. Sau khi cứu người của Chu gia, anh đã yêu cầu người của Chu gia thu xếp một chút, sau đó Chu Dương gửi lời mời miệng đến Thẩm Bích Quân của công ty Danh Dương, Hứa gia, Tô gia, Tôn gia của Đông Hải. Nhiệm vụ của mình coi như đã xong, ba ngày sau hôn lễ chính thức được cử hành. Chu gia sắp xếp đương nhiên đâu ra đấy, dù sao sau khi Chu Dương trở về, bọn họ liền được khôi phục thân phận là gia tộc hạng nhất ở Phương Đông. Thiếu gia của gia tộc hạng nhất Phương Đông kết hôn. Khí thế sao có thể nhỏ được? Hàng trăm chiếc xe siêu sang khác nhau như Rolls-Royce, Maserati, Porsche, Ferrari. Xếp thành hàng dài. Toàn bộ thủ đô, thậm chí tất cả những người có tiếng tăm hoặc những người giàu có số má về cơ bản đều đến. Nhưng dù vậy, những người này cũng không thể chen chân vào cổng lớn, họ chỉ có thể xếp hàng ở cổng, gửi quà mừng của mình và nhờ người gác cổng ghi tên của họ, vậy là họ đã cảm thấy rất vinh dự rồi. Nhưng những người quen cũ của Chu Dương, Hứa gia, Tô gia, Tôn gia đều có thể dễ dàng tiến vào sân lớn của Chu gia, điều này khiến họ có dịp ra oai một phen. Từ nay về sau, mặc kệ các người có thực lực ra sao, lai lịch sâu xa thế nào, nhưng nhìn thấy những người quen cũ này của Chu Dương, sau này cũng phải nể mặt, những gia tộc này có thể coi là được nổi tiếng oanh liệt một lần. Điều thú vị nhất là tất cả những người thân của Tạ Linh Ngọc cũng đến. Nói cho cùng đây cũng là lễ cưới với Tạ Linh Ngọc, nếu đằng vợ chỉ có mỗi bà Tạ là mẹ của Tạ Linh Ngọc thì cũng không được ổn cho lắm. Cho nên Chu Dương không từ chối để những người thân này vào. Trước khi tiến vào sân lớn của Chu gia, những người thân này đã bị vô số giới quyền quý vây quanh ngăn lại một hồi lâu, xin hỏi các vị là người thân của Tạ gia sao? Ây gia, thật đúng là con cháu nhà có ăn có học, có thể giáo được một người phụ nữ như phu nhân, chúc mừng, chúc mừng. Sau này xin hãy chiếu cố, đây là chút quà mọn, hy vọng các vị có thể nhận lấy. Đám người thân của Tạ gia gần như bị dọa cho hết hồn. Họ biết rằng Chu Dương rất mạnh, nhưng họ chưa bao giờ biết rằng Chu Dương mạnh đến như vậy. Những người vừa rồi là ai? Có rất nhiều người là ông trùm tai to mặt lớn chỉ có thể thấy được trên ETV. Những người khổng lồ trong giới kinh doanh. Nhưng những người đó đều đang cố gắng lấy lòng họ. Đương nhiên bọn họ biết những chuyện này đều là do công lao của Chu Dương, giờ phút này, rốt cuộc bọn họ cũng không thể nào có tư tưởng sỉ nhục Chu Dương nữa. Quỳ xuống L.I.O.T.A. thì phải quỳ xuống L.I.O.T.A., bây giờ Chu Dương là bất khả chiến bại trong lòng bọn họ. 2 giờ đồng hồ đã bị lãng phí chỉ để đón khách. Nhưng lợi ích họ thu được cũng rất tốt. Chưa tính quà, chỉ tính tiền mừng đã hơn 3 tỷ nhân dân tệ rồi. Nếu tính cả giá trị các món quà có lẽ lên đến hàng chục tỷ. Chỉ mới nhận quà thôi đã tương đương với tổng giá trị của tập đoàn niêm yết rồi. Sau khi đón khách xong, Chu Dương cùng Tạ Linh Ngọc mặc lễ phục cưới, sau khi bái trời đất và mẹ hai bên, liền bắt đầu lái xe về khách sạn. Khách sạn nghiễm nhiên là khách sạn sang trọng nhất Phương Đông, có người từng nói rằng một bữa ăn bình thường ở đây có giá khoảng 100.000 nhân dân tệ. Muốn ăn ngon một chút. Ăn vui vẻ một chút thì chỉ có đi đến nơi tiền triệu. Nhưng hôm nay, khách sạn này đã được Chu Dương bao trọn. Chu Dương đã chi rất mạnh tay bao cả khách sạn này, đâu còn cách nào nào, chỉ đáng mấy đồng thôi mà. Dùng số tiền 3 tỷ để tổ chức đám cưới, Chu Dương thậm chí còn cảm thấy hơi đơn giản.
Nhưng anh thực sự không tìm được nơi nào xa hoa hơn khách sạn này nên chỉ đành như vậy thôi. Hôn lễ bắt đầu. Chê y thực tế, về quy trình, nó không khác nhiều so với hầu hết các quy trình đám cưới. Hai bên lên sân khấu và mở phát những tấm ảnh kỷ niệm hoặc ảnh cưới, sau đó dưới sự chủ trì của chủ lễ, hai bên trao nhẫn và đọc lời thề. Đám cưới là điều thiêng liêng, Chu Dương không nghĩ đến việc phải khéo léo. Bộ thủ tục này được những người yêu nhau chê y khắp thế giới sử dụng, theo một nghĩa nào đó, là thiêng liêng và trong sáng nhất. Điều khiến đám cưới của Chu Dương trở nên khác biệt so với những người khác có lẽ là sự xa hoa. Ví dụ, bó hoa người khác sử dụng chỉ là một đóa hoa đơn giản hoặc là hoa giả. Còn Chu Dương đã sử dụng một bông hồng làm bằng vàng nguyên chất. Để tránh làm tổn thương người khác, bó hoa được làm mỏng và nhẹ, nhưng để nâng cao giá trị của mình, Chu Dương còn khảm một số viên kim cương lên bó hoa. Ngoài ra, mọi chi tiết trong lễ cưới, bao gồm váy cưới, nhẫn hay toàn bộ trang sức chê y người của Tạ Linh Ngọc đều do những nhà thiết kế thủ công hàng đầu thế giới thực hiện. Tất cả mọi thứ đều là duy nhất, không tìm được cái thứ hai chê y thế giới. Tóm lại, trong đám cưới của Chu Dương, ngoài sự xa hoa ra thì cũng chỉ có sự xa hoa mà thôi. Đám cưới thế kỷ của ngôi sao chết tiệt gì, trước đám cưới của Chu Dương hầu như không là gì cả. Ngay cả đàn em cũng không được tính. Nếu nhất định phải nói rằng liệu chê y đời này có ai có thể tiếp cận theo quy chuẩn đám cưới của Chu Dương hay không, thì có lẽ chỉ có con trai của một ông trùm dầu mỏ Ả Rập Saudi mà thôi. Quy cách hôn lễ của con trai ông trùm dầu mỏ cũng rất cao, nhưng muốn vượt quá quy cách đám cưới của Chu Dương là điều không thể, chỉ có thể nói là gần bằng. Đám cưới của Chu Dương còn một điều rất đặc biệt mà cả nước không ai có được, đó là chương trình biểu diễn của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Rocket Girl. Sự xuất hiện của ba cô gái xinh đẹp khiến bữa tiệc kết hôn thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đương nhiên cũng không thể thiếu người quản lý nhóm nhạc Rocket Girl chị Dương đồng thời cũng là người của Chu gia. Khi biết tin Chu Dương là thiếu gia của mình, chị Dương hết sức bất ngờ, cũng không dám nhìn anh với ánh mắt xem thường như trước nữa. Mặc dù Tô Hiểu Manh hơi buồn nhưng cô vẫn chúc phúc cho Chu Dương, cô xem anh như mối tình đầu còn dang dở, xúc động bùi ngùi nhìn Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đang đón khách ở ngoài sảnh. Ngồi bên cạnh cô còn có một cô gái xinh đẹp cũng buồn phiền không kém đến từ Tương Tây Giang Yến, nhưng cô không thể hiện rõ chê y gương mặt mình mà lặng lẽ cúi đầu, trong ánh mắt thoáng qua sự mất mát khó tả, tựa như đã mất đi thứ quý giá nhất chê y đời. Trái lại, Nhậm Thanh Thanh từ lúc đến cánh cửa khách sạn nhìn thấy Giang Yến đã vui mừng khôn xiết. Mấy hôm trước khi nhận được thiệp mời của Chu Dương, cô đã rất do dự không biết có nên đi hay không, dù sao cô cũng không thân thiết với Chu Dương lắm, nhưng cô vẫn quyết định đến vì Chu Dương bảo sẽ dành cho cô một bất ngờ thú vị. Hóa ra gặp Giang Yến chính là bất ngờ mà Chu Dương nhắc đến, cuối cùng anh đã thực hiện lời hứa của mình. Nhậm Thanh Thanh ngồi bên cạnh Giang Yến cứ ríu rít kể chuyện. Cô nhắc lại rất nhiều chuyện ở trường đại học lúc còn ở nước ngoài, khiến tâm trạng của Giang Yến tốt hơn một chút. Một lát sau, chị Linh mặc chiếc váy màu xanh dương đi cùng gia chủ thương gia đến, Chu Dương hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô đi với gia chủ thương gia, không phải chị Linh nên đi cùng Giang Yến sao? Lâu ngày không gặp, chị vẫn khỏe chứ, Chu Dương hỏi. Chị Linh cũng sững sờ một lúc mới đáp lại, trái đất tròn thật đấy. Hóa ra người khiến tôi rời khỏi thủ đô để đến Tương Tây xa xôi lại là cậu, tự giới thiệu tôi là cô công chúa nhỏ của thương gia, người có hôn ước từ trong bụng mẹ với cậu, cũng may hôm nay cậu chính thức kết hôn với người khác rồi, ha ha. Chu Dương kinh ngạc liếc nhìn Trần Thế Hào và gia chủ thương gia ở bên cạnh, khi thấy hai người họ gật đầu, anh mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra cô công chúa nhỏ của thương gia lại chính là chị Linh, vậy xem như hai người họ cũng rất có duyên. Chu Dương thầm nghĩ cũng may mình không bị ép lấy cô gái hung dữ này. Đương nhiên những lời này anh chỉ thầm nghĩ trong lòng, không thể thẳng thừng nói ra làm mất mặt con gái nhà người ta. Chị Linh và gia chủ thương gia chào hỏi vài câu rồi đi vào sảnh tiệc ngồi bên cạnh Giang Yến. Còn về Trần Thế Hào, sau khi nghe Chu Dương kể lại mọi chuyện, ông ấy đã quyết định đưa Trần Hân và Tôn Liên về thủ đô sinh sống, thuận lợi cho việc giúp đỡ Chu gia, câu lạc bộ Silver Lake sẽ tạm thời giao cho người khác quản lý. Lại thêm hai đoàn xe sang trọng dừng lại trước cửa khách sạn, người đầu tiên bước xuống là Trương Kiệt đại diện cho Trương gia và người thứ hai là Giang Hành Phương đại diện cho Giang gia. Sau khi trò chuyện vài câu Chu Dương được biết Giang Bắc đã có thể đi lại bình thường, xem ra đã có người chữa trị cho hắn hồi phục khoảng 80%, người này không ai khác chính là bác cả của Giang gia.
Ông ta trở về không tham dự vào công việc nội bộ của Giang gia mà chỉ phụ trách chữa bệnh cho Giang Bắc. Bây giờ mọi người đều biết sức mạnh của Chu Dương nên chẳng ai dám nảy sinh ý định trả thù hay gây sự. Lúc nhận được thiệp mời của anh, người trong Giang gia còn vui mừng khôn xiết vì biết Chu Dương vẫn còn để mắt đến gia tộc mình. Sau khi khách mời đến đông đủ, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc bước lên sân khấu tiến hành đầy đủ các quy trình như buổi lễ kết hôn bình thường, ngoài những thứ xa hoa làm mờ mắt mọi người, còn có lời thề của hai người. Lời thề của Chu Dương rất đơn giản, lý do tại sao anh cưới Tạ Linh Ngọc là bởi vì anh yêu cô, và anh thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ phụ lòng cô. Nhưng Chu Dương vẫn nói thêm một câu khác. Anh sẽ không bao giờ phụ bạc Tạ Linh Ngọc, nhưng trong lòng anh, vẫn có một vị trí của người phụ nữ khác. Tất nhiên đó là Thẩm Bích Quân. Để không phụ lòng Tạ Linh Ngọc, Chu Dương đã không ít lần cự tuyệt Thẩm Bích Quân. Điều này đối với Thẩm Bích Quân mà nói thực sự rất tàn nhẫn, đồng thời vi phạm nghiêm trọng tâm ý của Chu Dương. Hôm nay, cuối cùng anh cũng đã nói được câu này. Thẩm Bích Quân ngồi dưới, hai mắt đẫm lệ, che miệng nhìn Chu Dương, vẻ mặt đầy ca yêu ta si ết động. Mặc dù Chu Dương đã dứt khoát từ chối cô nhiều lần, và cũng nói những điều rất tổn thương với cô. Cô đã cho đi nhiều như vậy, những gì Chu Dương có thể làm chỉ là âm thầm ở bên cạnh cô và làm bạn với cô mà thôi. Có lẽ như vậy rất ngốc. Nhưng hôm nay, có lời nói này của Chu Dương, tất cả mọi thứ đã từng có đều rất đáng. Thẩm Bích Quân rơi nước mắt cảm động. Lúc này, Tạ Linh Ngọc mới lên tiếng. Bài phát biểu của Tạ Linh Ngọc cũng rất đơn giản. Cô kể lại câu chuyện về mình và Chu Dương. Sau đó đơn giản tóm lược lại, thực ra cô thấy mình không xứng với Chu Dương, và đôi khi cô cũng nghĩ rằng Thẩm Bích Quân còn thích hợp với Chu Dương hơn mình. Thực ra ở một mức độ nào đó, cô có thể nhượng bộ, đó không phải là sự phản bội của Chu Dương. Trình tự đám cưới đến đây là kết thúc. Chu Dương cũng bắt đầu một cuộc sống mới. Còn về tương lai như thế nào ai có thể nói chắc được? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chuyện.